Chương 181 trận chiến mở màn Lộc Hoành. Có thể đem Trương Long cái này tụ khí năm trọng cảnh giới võ giả sinh xé béo hổ. Bị Lâm Huyền một quyền đánh bay. Lâm Huyền người này đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Đại hoàng tử nhìn về phía Lâm Huyền, trong lòng khiếp sợ vô cùng. Này vẫn là tụ khí cảnh võ giả thực lực sao? Hắn vừa mới cùng Long biến sau béo hổ đã giao thủ, chính mình tam thành lực lượng đã vượt qua tụ khí cửu trọng cảnh giới võ giả ứng có lực lượng có thể đem béo hổ một quyền đánh bay nói cách khác lâm huyền ở tụ khí sáu trọng cảnh giới cơ sở thượng có được sánh vai hóa nguyên cảnh võ giả lực lượng sao có thể lại có thể đủ tăng lên lực lượng công pháp cũng tuyệt đối không đạt được cái này hiệu quả lâm huyền hướng về dưới lôi đài đi đến đi bước một đi vào xem võ đài hạ vách tường trước trước mặt hắn trên vách tường, có một người hình cửa động, cửa động nội. Truyền đến tục tăng thở dốc thanh, béo hổ ý thức như cũ không có tỉnh lại. Giống, kinh thiên rồng ngâm thanh, từ trong động vang lên, một cổ mênh mông khí thế cường đại. Lấy mãnh liệt chi thế, hướng về lâm huyền vọt tới. Lâm huyền thở dài, tia chớp vươn tay phải. Oanh, kinh thiên tiếng gầm rú vang lên, lâm huyền trước mặt vách tường, trực tiếp tạc nớt đợi cho xương khói tiêu tán, mọi người lúc này mới phát hiện, Lâm Huyền tay phải. Bóp lấy béo hổ cổ. Béo hổ long chảo, vô tình oanh kích ở Lâm Huyền trên người. Nhưng mà Lâm Huyền trừ bỏ quần áo có điều tổn hại ngoại. Thân thể thượng liền một tia vết đỏ đều không có xuất hiện. Bá thể thần công. Lâm Huyền bá thể thần công, cường hãn đến liền long biến sau béo hổ. Đều không thể lay động nửa phần. Béo hổ, tỉnh vừa tỉnh đối với lâm huyền kêu gọi béo hổ không có chút nào phản ứng lâm huyền mày hơi hơi nhăn lại bình thường phương pháp chỉ sợ là vô pháp làm béo hổ khôi phục ý thức béo hổ sở dĩ biến thành cái dạng này là bởi vì linh hồn của hắn đã chịu tiếng sáo thương tổn nếu ta có thể kích thích linh hồn của hắn nói không chừng có thể đem hắn đánh thức võ giả bản lĩnh vô dụng lâm huyền chuẩn bị nếm thử hồn sư thủ đoạn Lâm Huyền đem chính mình tay trái, đặt ở béo hổ trên chán. Hắn hồn lực ngưng tụ thành tuyến, dũng mãnh vào béo hổ trong cơ thể. Đột nhiên, Lâm Huyền thân thể bỗng nhiên chấn động, hắn hồn lực. Đụng chạm tới rồi béo hổ linh hồn. Béo hổ, tỉnh lại. Lâm Huyền tiếng hô, ở béo hổ linh hồn chung quanh quần. Trong hiện thực béo hổ, đình chỉ đối Lâm Huyền công kích. Hắn đôi mắt từ long đồng dần dần biến trở về nhân loại đôi mắt bộ dáng béo hổ trên người long lân giống như thủy triều tan đi lộ ra phía trước bị phi đao hoa thương thân hình lâm huyền béo hổ thanh âm hữu khí vô lực vừa mới trải qua long biến cùng long giận hắn trong cơ thể không hề sức lực thực xin lỗi có được chính mình ý thức sau vừa mới phát sinh sự tình hắn cũng đã dần dần nghĩ tới lâm huyền cười nói không cần xin lỗi này không phải ngươi bổn ý béo hổ cổ một oai hôn mê qua đi Lâm Huyền thở dài, trách hắn xem nhẹ Phong Châu đội vô sỉ. Thế nhưng hai lần vận dụng linh hồn công kích pháp bảo mới biến thành hiện tại bộ dáng. Hắn đang chuẩn bị đem Béo Hổ đưa về chỗ ở nghỉ ngơi, đột nhiên. Phía sau một cổ dị thường khí thế cường đại, dũng lại đây. Giết ta Phong Châu người, hắn cần thiết chết. Là Lộc Hoành thanh âm. Lâm Huyền quay đầu, chỉ thấy Lộc Hoành thả người dựng lên, một trường phách về phía Béo Hổ trong nháy mắt lâm huyền trong lòng tức giận hừng hực mà châm chống đỡ hắn mặt muốn giết hắn bằng hữu tìm chết chết chính là ngươi lâm huyền bạo phát hắn đem béo hổ đặt ở trên mặt đất theo sau xoay người một quyền oanh ra thần đạo quyền pháp phẩm chất đã tăng lên tới đệ nhị trọng cảnh giới thần đạo quyền pháp tương lâm huyền lực lượng phóng đại mấy lần không chỉ có như thế lâm huyền nắm tay nhìn như tấn mãnh kỳ thật giấu giếm nhu kính thần đạo quyền pháp một quyền giấu giếm vô số loại quyền kỹ phong cách dung hối thiên hạ quyền kỹ chi đại thành trong nháy mắt quyền trưởng tương giao oanh bởi vì đã hạ lôi đài lâm huyền dưới chân gạch đã không có trận pháp gia cố ở cường đại lực lượng đánh sâu vào hạ nháy mắt rách nát lâm huyền cổ chân trực tiếp hoàn toàn đi vào trong đất nhưng mà dù vậy lâm huyền như cũ một bước chưa lui hóa nguyên cảnh năm trọng cảnh giới Lâm Huyền ngực có chút khó chịu. Tuy rằng ở thần đạo công pháp cùng với bá thể thần công thêm vào hạ, hắn thực tế thực lực sớm đã đột phá tụ khí cảnh cực hạn. Hắn thậm chí giết chết qua Hóa Nguyên cảnh nhị trọng cảnh giới Tà Võ Hôi trùng lão tổ. Nhưng Lộc Hoành lại là có Hóa Nguyên cảnh năm trọng tu vi, Lâm Huyền ăn ám khuy. Giờ phút này Lộc Hoành trong lòng nổi lên thật lớn gợn sóng. Hắn biết Lâm Huyền rất mạnh, lại không ngờ tới, lấy Lâm Huyền tụ khí sáu trọng cảnh giới tu vi. Thế nhưng có thể ngăn trở chính mình một kích. Hắn đến tột cùng có được cái dạng gì lực lượng. Lộc hoành nhất chiêu không có đắc thủ, lập tức thu tay lại lại lần nữa đánh ra một trường. Hắn muốn đem Lâm Huyền đương trường giết chết. Người này không trừ, tất lưu họa lớn. Nhưng mà liền ở hắn lòng bàn tay sắp rơi xuống khi, một đạo hàn mang, hiện lên hắn đôi mắt lộc hoành lão tặc ngươi dám thương ta càn châu đệ tử phát ra bạo nộ tiếng động đúng là đỗ mục trưởng lão hắn nhìn đến béo hổ khôi phục thanh tỉnh khi căng chặt thần kinh lơi lỏng xuống dưới ai từng biết lộc hoành cũng dám ra tay đi sát béo hổ cùng lâm huyền đỗ mục trưởng lão bạo nộ lập tức triệu hồi ra chính mình bảo kiếm nhất kiếm đâm đi lên đỗ mục trưởng lão thực lực so với lộc hoành chỉ cường không yếu lộc hoành nếu là nghi ngờ muốn sát lâm huyền đầu của hắn chắc chắn bị đâm tới kiếm mang sờ chém xuống bất đắc dĩ hắn chỉ có thể biến chiêu ngăn cản ngay sau đó đỗ mục trưởng lão cùng lộc hoành sát ở cùng nhau trong chớp mắt công phu hai người đã qua mười mấy chiêu cho nhau muốn cho cho ta dừng tay một tiếng quát lớn từ trên lôi đài vang lên đỗ mục trưởng lão cùng lộc hoành liếc nhau đồng thời thu tay lại kêu đình bọn họ chính là đại hoàng tử, thân là long đằng đế quốc quốc dân. Hai người không dám không từ. Đại hoàng tử giận ngôn nói. Đây là châu tế võ đấu, các ngươi làm lơ ta vung tay đánh nhau, là tưởng phản quốc sao? Phản quốc hai chữ rơi xuống, toàn trường kim giáp vệ sĩ, đồng thời rút ra bên hông bảo kiếm. Bọn họ trong miệng, đều nhịp hô lên gầm lên giận dữ. Sát, tiếng giết đinh tai nhức óc toàn bộ xem võ đài nháy mắt lặng ngắt như tờ đỗ mục trưởng lão cùng Lộc Hoành hai người, cái chán mồ hôi lạnh chảy ròng. Kim giáp vệ sĩ sát ý tất cả bao phủ ở hai người trên người. Lộc Hoành vội vàng xin tha, là tiểu nhân xúc động, còn thỉnh đại hoàng tử chuộc tội. Đại hoàng tử đánh giá Lộc Hoành, béo hổ tuy rằng giết người ở phía trước. Nhưng Lộc Hoành lấy dẫn đầu thân phận ra tay đối phó Càn Châu tiền thủ. Thật sự là không thể tha thứ nhưng đại hoàng tử biết lộc hoành thân phận, hắn là phong châu phủ phủ chủ thân đệ đệ. Nếu là trừng phạt quá nặng, chỉ sợ không ổn. Hắn suy tư một phen, làm ra quyết định. Lộc hoành, ngươi lấy dẫn đầu thân phận công kích tiền thủ, tội không thể tha thứ. Phạt phong châu đội hủy bỏ lần này châu tế võ đấu tư cách. Phong châu đội 5 người, đã chết một cái, trọng thương ba cái. Vốn là không có biện pháp tham gia mặt sau cùng lôi châu tỉ thí. Cái này trừng phạt nhìn như nghiêm trọng, kỳ thật không đau không ngứa. Lộc Hoành lập tức lĩnh hội đại hoàng tử ý tứ, vội vàng khom người nhận phạt. Tiểu nhân nhận phạt, hắn không có nhìn đến, ở hắn sau lưng cách đó không xa Lâm Huyền nhíu mày. Lâm Huyền đôi mắt chỗ sâu trong có sát ý xuất hiện. Chương 182 đêm tập, Châu tế võ đấu khai mạc chiến, Càn Châu đánh với Phong Châu. Cuối cùng lấy Càn Châu thắng lợi mà kết thúc. Phong Châu một đội, bởi vì thượng một lần đối càn châu đội Vũ nhục, trả giá thảm trọng đại giới. Năm người vừa chết tam trọng thương, duy nhất không có việc gì điền nguyên, là bởi vì béo hồ tiến vào long giận, mất đi lý trí. Không có dựa theo Lâm Huyền kế hoạch hành sự, mà may mắn thoát nạn. Hắn nhìn Dịch Thiên Vũ, trong lòng một trận nhẹ nhàng. Vô luận là dẫn đầu lên sân khấu quan tử ngạo, vẫn là thi triển ra tam hoàn bộ ngày loại này khủng bố võ kỹ lăng phong, cũng hoặc là có thể nói vô địch Lâm Huyền, còn có hóa thân yêu thú giết người béo hổ. Mỗi một cái dễ chọc, cuối cùng một cái không lên sân khấu dịch thiên vũ, như thế nào là bình phàm hạng người. Hắn xem như nhặt về một cái mệnh. Tuy rằng là thắng lợi, nhưng Càn Châu một phương người sắc mặt, không có một cái đẹp. Đại Hoàng tử gần như thiên vị trừng phạt, bậc lửa Càn Châu mọi người lửa giận đỗ mục trưởng lão muốn nghi ngờ lại nghe đến lâm huyền dùng mật âm dẫn âm đối hắn nói đỗ trưởng lão người là dẫn đầu đại biểu chính là toàn bộ càn châu không cần nhiều lời đỗ trưởng lão có chút không cam lòng nhưng lâm huyền nói không sai hắn nếu là chọc đến đại hoàng tử sinh khí xui xẻo sẽ là toàn bộ càn châu càn châu người rời đi về tới nơi lăng phong không có bị thương nhưng thi triển quá tam hoàn bộ ngày sau Hắn ít nhất yêu cầu 3 ngày thời gian mới có thể khôi phục. Béo hổ cũng là giống nhau, trên người hắn thương thế tuy rằng nghiêm trọng, nhưng ở linh đan trị liệu hạ, hôm nay liền có thể khỏi hẳn. Nhưng hắn linh hồn đã chịu nghiêm trọng thương tổn, khôi phục thời gian. Chỉ sợ So Lăng Phong còn muốn trường một ít. Nói cách khác, tiếp theo chẳng đánh với Lôi Châu tỷ thí, chỉ có Lâm Huyền. Dịch Thiên Vũ cùng Quan Tử Ngạo ba người có thể lên sân khấu năm cục tam thắng bọn họ ba người đều cần thiết bắt lấy thắng lợi mới được nhưng mà hiện tại phiền toái chính là bởi vì phong châu đội đánh mất võ đấu tư cách bọn họ cùng lôi châu tỉ thí tự nhiên sẽ không tiến hành lôi châu thực lực như thế nào càn châu một phương ở chiến trước là nhìn không tới mà bọn họ trừ bỏ dịch thiên vũ không có xuất thủ qua ngoại lâm huyền cùng quan tử ngạo hoặc nhiều hoặc ít bại lộ thực lực của chính mình đặc biệt là quan tử ngạo hắn hàn băng nguyên khí định là sẽ bị lôi trâu người nghĩ mọi cách đi phá giải đỗ mục trưởng lão thở dài tiếp theo chàng tỉ thí tại hậu thiên tiến hành các ngươi ba người hảo hảo nghỉ ngơi lâm huyền về tới chính mình phòng hắn đóng cửa lại sau từ trong phòng mang tới khăn lông đặt ở miệng mình thượng Đường khăn lông gỡ xuống khi mặt trên nhiễm lớn bằng bàn tay máu tươi cùng tụ khí năm trọng cảnh giới võ giả mạnh mẽ liều mạng. Còn cần thiết một bước cũng không nhường, lấy ta hiện tại thực lực như cũ có chút khó khăn. Bất quá lộc hoành cho rằng có đại hoàng tử che chở, liền nhưng an gối vô ưu ở. Thật là mười phần sai. Hôm nay, hắn hẳn phải chết. Lâm Huyền trong mắt, sát ý sậu hiện. Tuy rằng vừa mới giao thủ, Lâm Huyền lâm vào hạ phong. Nhưng đều không phải là không có thu hoạch. Thông qua giao thủ, Lâm Huyền đã thăm dò Lộc Hoành tu luyện chính là loại nào công pháp. Lâm Huyền ở trong phòng tu luyện ở thần đạo công pháp thúc dục hạ. Trong thân thể hắn thương thế, nhanh chóng khỏi hẳn. Lâm Huyền đi ra chỗ ở, không có kinh động những người khác. Hắn ở kinh đô nội một nhà bán luyện khí cửa hàng nội, mua một khối thiết bôi. Sau đó thuê một gian phòng luyện khí. Hắn là nhị cấp luyện khí sư, có thể chính mình luyện chế binh khí cùng pháp bảo. Lâm Huyền rèn ra tam kiện đồ vật. Đệ nhất kiện là một cái thiết diện cụ, mặt nạ thập phần tinh xảo. Hướng Lâm Huyền trên mặt nhẹ nhàng một phóng, liền giống như hút lấy giống nhau. Mặc dù lại kịch liệt chiến đấu, cũng sẽ không rơi xuống. Cái thứ hai, là một hộp tinh cương chế tạo trường châm, tổng cộng có 10 căn. Đệ tam kiện, là hai thanh trủy thủ. Trong đó 10 căn trường châm cùng giống nhau ám khí có chút bất đồng, châm là trống rỗng. Rời đi phòng luyện khí, Lâm Huyền lại tìm được một nhà hiệu thuốc mua 11 loại linh dược. Lấy dược sư thủ đoạn rèn luyện thành dược dịch, nước thuốc bị Lâm Huyền rót vào trường châm bên trong. Làm xong này hết thảy, Lâm Huyền lại từ một nhà y trong tiệm mua một bộ màu đen quần áo. Vào đêm, một thân hắc Lâm Huyền xuất hiện ở kinh đô một cái phồn hoa trên đường phố nóc nhà. Hắn trên mặt mang theo mặt nạ, ngay cả kiểu tóc cũng có điều thay đổi chỉ từ bề ngoài thượng xem liền tính là càn châu một phương người chỉ sợ cũng nhận không ra đây là lâm huyền lâm huyền thi triển thần đạo thân pháp ẩn nấp chính mình hơi thở hắn dưới chân đường phố người đến người đi thật náo nhiệt lại là không có một người phát hiện trên đỉnh đầu có người này phồn hoa đường phố ở giữa có một cái bận rộn tử lầu lầu hai dựa cửa sổ vị trí ngồi một người người này một cái cánh tay gục xuống ở trước ngực đúng là lộc hoành phong châu vòng thứ nhất tỉ thí liền chiến bại hơn nữa vẫn là bị nhục nhã trắng bạch làm hắn thập phần khó chịu tuy rằng hắn là phong châu phủ phủ chủ thân đệ đệ nhưng thẳng đến tiếp theo giới châu tế võ đấu phong châu phân phối tài nguyên đại biên độ hạ thấp hắn ca ca định sẽ không cho hắn sắc mặt tốt xem khách quan ngài muốn rượu mạnh tiểu nhị đem rượu bưng đi lên, Lộc Hoành cầm bầu rượu lên, cũng không cần chén rượu, hé miệng. Đối với hồ miệng ùng ục ùng ục rót đi xuống. Một bên tiểu nhị dọa há hốc mồm. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy hào phóng uống rượu khách hàng. Lộc Hoành đem một bầu rượu uống xong, hắn đem bình rượu hướng trên bàn một phách la lớn. Lại đến một hồ, tiểu nhị vội vàng đáp. Hảo lai like khách quan, ngài chờ một lát. Lâm Huyền rõ ràng nhìn đến, Lộc Hoành sắc mặt đỏ lên. Liền tính là hóa nguyên cảnh cường giả. Ở không cần nguyên khí đem rượu hóa giải dưới tình huống, một bầu rượu một hơi rót hết. Cũng muốn say, Lâm Huyền trong lòng cười lạnh. Thật là tim chết, Lâm Huyền lặng yên không một tiếng động hướng về từ nóc nhà thượng nhảy xuống. Đương hắn thân hình cùng tửu lầu lầu hai cửa sổ tề ngay thường. Một thanh chỉ thủ xuất hiện ở hắn trong tay, quăng đi ra ngoài chỉ thủ thượng có sắc bén đao khí xuất hiện, thẳng tắp bắn về phía lộc hoành huyệt thái dương. Đương chỉ thủ khoảng cách lộc hoành còn có một quyền khoảng cách khi. Lộc hoành đôi mắt bỗng nhiên trợn to. Hắn vươn tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa tia chớp ra tay, đem chỉ thủ kẹp ở chỉ gian. Ngại gì bọn đạo trích dám đánh lén lão tử. Lộc hoành bạo nộ đứng dậy, hắn vận chuyển trong cơ thể nguyên khí. Đem trong cơ thể mùi rượu tan đi tử lầu mặt khác khách nhân, nhìn thấy có đánh nhau, vội vội vàng vàng lao ra tử lầu. Lộc hoành hít mắt tìm kiếm địch nhân vị trí. Đột nhiên, có nguy hiểm cảm giác từ phía sau đánh úp lại. Lộc hoành vội vàng xoay người, chỉ thấy một người mặc áo đen, mặt nạ mông mặt người. Chính cầm một thanh chỉ thủ, thứ hướng hắn. Tìm chết, lộc hoành vội vàng ra tay, một trưởng chụp ở lâm huyền trong tay chỉ thủ thượng. Lâm Huyền liên tiếp lùi lại mấy bước, Lộc Hoành cũng lui ba bước. Hắn nhìn về phía chính mình bàn tay, bị chỉ thủ hoa khai một đạo miệng máu, máu tươi chảy ròng. Bởi vì xuất trưởng, nguyên bản kẹp ở Lộc Hoành chỉ gian chỉ thủ, bất đắc dĩ ném đi ra ngoài. Một cái không có bị nắm trong tay chỉ thủ, có thể có cái gì uy hiếp. Lộc Hoành tưởng sai rồi, đương chỉ thủ rơi xuống đất nháy mắt, chỉ thủ bắn bay. Bỗng nhiên phát lực, lấy tốc độ kinh người, bắn về phía Lộc Hoành bộ mặt. Cái gì? Lộc Hoành chỉ có một cánh tay, ngăn cản không kịp, chỉ có thể tránh né. Chỉ thủ cọ qua hắn ra mặt, xẹt qua một con mắt. Máu tươi từ Lộc Hoành mắt trái trung sao 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 mà ra. Chương 183 Hôm nay thù hôm nay báo. A, à, Lộc Hoành trong miệng phát ra hét thảm một tiếng, hắn che lại mắt trái. Từ trong tửu lâu nhảy xuống lâm huyền nắm lên hai thanh chỉ thủ theo sát sau đó khách sạn chung duy nhất không chạy lão bản cùng tiểu nhị dọa run bần bật qua một hồi lâu lão bản một cái tát chụp ở tiểu nhị trên đầu còn thất thần làm cái gì chạy nhanh đi thông chi đế đô vệ đội tiểu nhị lúc này mới bừng tỉnh lại đây vội vàng chạy xuống tửu lầu bởi vì khẩn trương bước chân lảo đảo thiếu chút nữa té ngã lộc hoành một đường chạy như điên hắn mắt trái đã hoàn toàn phế đi tròng mắt bị Lâm Huyền một chỉ thủ chảm thành hai đoạn. hắn không biết là ai muốn sát chính mình. đối phương thi triển sát chiêu khi không có bại lộ chút nào hơi thở, vô pháp phán đoán ra thích khách cảnh giới. Lộc Hoành cố nén đôi mắt đau đớn. đến tột cùng là ai? hắn nghĩ đến người đầu tiên chính là Lâm Huyền. hôm nay ban ngày hắn cùng Lâm Huyền giao chiến. Lâm Huyền kia không chút nào che giấu sát ý, làm hắn từ linh hồn cảm thấy rét lạnh nhưng mà thực mau, Lộc Hoành liền phủ định cái này ý tưởng. Kia tiểu tử ti rằng tà môn, lại cũng không phải đối thủ của ta. Cái này thích khách đơn thương độc mã, thì là một người, tất nhiên không phải là hắn. Lộc Hoành nghĩ đến người thứ hai, là Đỗ Mục. Thượng một lần châu tế võ đấu, phong châu một đội ở hắn bày mưu đặt kế hạ. Đem càn châu năm tên tuyển thủ, đều là nhục nhã một phen, đã là chọc giận Đỗ Mục lúc này đây bởi vì phía chính mình chết mất một người hắn bạo nộ dưới muốn giết chết béo hổ cùng lâm huyền lại một lần chọc giận đỗ mục đỗ mục có sung túc động cơ muốn giết hắn cái này đáng chết đỗ mục vì hướng ta báo thù không muốn sống nữa sao nơi này chính là đế đô ai dám động thủ đều là tử lộ một cái ở đế đô trừ bỏ kim giáp vệ sĩ ngoại bất luận kẻ nào chờ không được ở trong thành động thủ nếu không coi là hướng đế quốc tiên chiến, liền tính hắn có tự tin có thể giết ta, lại như thế nào tránh được kim giáp vệ sĩ vây truy chặn đường? Liền tính Đỗ Mục tự tin đủ chạy ra đế đô cũng sẽ bị đế quốc truy nã. Đến lúc đó trời đất bao la, lại vô hắn dung thân nơi. Thật là cái tên ngu xuẩn, hơn nữa, hắn thật sự cho rằng chính mình có thể giết ta. Lộc Hoành che lại chính mình trên tay đôi mắt hướng về tường thành phương hướng chạy như bay mà đi. Trên tường thành, nhất định có đế đô kim giáp vệ sĩ. Hóa nguyên cảnh cường giả tốc độ, mau đến kinh người, bất quá trong chớp mắt thời gian. Lộc hoành đã lực ra vài trăm thước khoảng cách. Bất quá đế đô thật lớn, lấy lộc hoành tốc độ. Yêu cầu một nén nhang thời gian mới có thể cảm thấy tường thành hạ. Ta cùng đỗ mục tu vi tương đương, hắn muốn đuổi theo thượng ta, khó đối với chính mình tốc độ lộc hoành tương đương tự tin nhưng mà đúng lúc này hắn bỗng nhiên nghe được phía sau có gào thét tiếng gió truyền đến cùng với tiếng gió là giày đặc tiếng bước chân có người ở lấy tốc độ kinh người chạy như bay mà đến nhanh như vậy lộc hoành vội vàng quay đầu lại đi xem chỉ thấy người mặc áo đen thiết diện người cùng hắn khoảng cách càng ngày càng gần lấy lâm huyền cảnh giới nguyên bản là không có khả năng đuổi theo lộc hoành nhưng hắn giờ phút này trong cơ thể nguyên khí không hề hạn chế rót vào hai chân bên trong lâm huyền liều mạng thi triển thần đạo thân pháp đem chính mình tốc độ tiêu lên tới cực hạn lộc hoành trong lòng trầm xuống thật là lì lợm la liếm bất quá hắn không hề có dừng lại chiến đấu chuẩn bị ngược lại là nhanh hơn tốc độ muốn ném ra phía sau lâm huyền truy kích lâm huyền chảm toái hắn trong mắt làm lộc hoành trong lòng sinh hàn không dám dễ dàng đối địch thấy lộc hoành tốc độ lại lần nữa nhanh hơn, lâm huyền thiết diện hạ mày, hơi hơi vừa nhíu. Tuy rằng có thần đạo công pháp kinh người khôi phục năng lực. Nhưng nếu tiếp tục như vậy truy đuổi đi xuống, lộc hoành sớm muộn gì đều sẽ đem hắn ném ra. Trước hết cần làm lộc hoành dừng lại mới được. Lâm huyền nhìn đến trước mắt một gian ba tầng tử lầu, thả người nhảy. Hắn một chân đạp lên tử lầu chiêu bài thượng, cuồng bạo lực lượng từ lòng bàn chân trào ra trực tiếp đem chiêu bài đá dập nát. Cùng lúc đó, mượn thượng lực lâm huyền, nhảy đến trời cao bên trong. Hắn đem vô cấu nguyên khí rót vào đôi tay chung chỉ thủ. Theo sau ném hướng lộc hoành trước người phương vị. Hiu, hiu, tiếng xé gió vang lên, lộc hoành biểu tình cả kinh, vội vàng nhanh chóng nhìn lại. Hai thanh chỉ thủ phản xạ ánh trăng, lóe lộc hoành còn sót lại đôi mắt thập phần đau đớn. Bất quá lộc hoành bằng vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhanh chóng đối bay tới chỉ thủ làm ra phán đoán này hai thanh chỉ thủ cũng không phải bay về phía hắn nhưng hắn nếu là tiếp tục dựa theo cái này tốc độ về phía trước hướng lại sẽ một đầu đánh vào rơi xuống chỉ thủ thượng muốn làm ta dừng lại sao hai người chạy như bay tốc độ cơ hồ tương đương vô luận là lộc hoành dừng lại cũng hoặc là thay đổi chạy trốn phương hướng đều sẽ lập tức bị lâm huyền đuổi theo vậy như ngươi mong muốn lộc hoành bùng nổ cường hãn khí thế mạnh mẽ xoay chuyển thân hình hai thanh thủy thủ cọ qua đỉnh đầu dừng ở hắn phía sau trên mặt đất chính là này trong nháy mắt lâm huyền giết đến lộc hoành trước mặt lộc hoành bạo nộ nói hủy ta đôi mắt đi tìm chết đi hắn đôi tay trình trưởng đồng thời hướng về trước người chụp đi giang triều loạn dũng lộc hoành tu luyện chính là thủy thuộc tính công pháp hắn xong trưởng đánh ra vài trăm thước nội trong không khí hơi nước nhanh chóng ngưng tụ lên hắn trước người trống rỗng có giang dâng lên hiện giang lãng mãnh liệt nháy mắt bao trùm toàn bộ đường phố lâm huyền muốn chính diện cùng lộc hoành đánh nhất định phải hướng quá này đại giang thần đạo quyền pháp lâm huyền không có lùi bước hắn không chút do dự về phía trước oanh ra một quyền này một quyền quyền thế cực kỳ kính bạo tựa như qua sông đại giang trường thuyền oanh cuộn sóng tạc nứt nhanh chóng tiêu tán chỉ ở trên đường phố lưu lại nhè nhẹ thủy ấn lâm huyền đứng ở lộc hoành trước mặt lộc hoành trợn to hai mắt có chút không dám tin tưởng nhìn lâm huyền là ngươi ở hôm nay cuối cùng một hồi võ đấu kết thúc khi lộc hoành ra tay muốn giết chết béo hổ lại là bị lâm huyền chặn lại lúc ấy lâm huyền ngăn cản lộc hoành võ kỹ đó là thần đạo quyền pháp Lộc Hoành lúc ấy khiếp sợ với thần đạo quyền pháp hay thay đổi cùng uy thế. Đối này ấn tượng khắc sâu. Lúc này Lâm Huyền lại lần nữa thi triển thần đạo quyền pháp. Lộc Hoành như thế nào nhận không ra? Ở khiếp sợ lúc sau, Lộc Hoành trên mặt lộ ra phẫn nộ biểu tình. Hắn thế nhưng bị một cái tụ khí sáu trọng tiểu tử cấp lộng mù một con mắt. Hắn thế nhưng bị một cái tụ khí sáu trọng tiểu tử đuổi theo gần ngàn mét bất quá hắn ngay sau đó cảnh giới nhìn phía bốn phía sợ còn có những người khác ở mai phục chính mình lâm huyền đã mở miệng không cần thối lại theo ta một người lộc hoành nghe xong giận ngôn nói người thật to gan lâm huyền thanh âm bình tĩnh hôm nay ở trên lôi đài ta nhận thua khi đại hoàng tử hỏi qua ta một câu hắn hỏi ta có phải hay không đem châu tế võ đấu trở thành trò đùa ta lúc ấy là như vậy trả lời hắn ta không có người khác khi dễ đến trên đầu, nén giận thói quen. Lâm Huyền thủ đoạn run lên, hắn tả hữu đôi tay, các xuất hiện một chi thiết đúc trường châm. Ta vốn chỉ là tưởng giáo huấn một chút các ngươi phong châu, cũng không muốn giết người. Nhưng ngươi hôm nay muốn giết ta bằng hữu, không thể tha thứ. Tối nay, chính là ngươi ngày chết. Hôm nay thù, hôm nay báo. mươi 184 không hề sức phản kháng. Nghe được Lâm Huyền nói, Lộc Hoành cuồng vọng cười ha hà. Thật là dễ nghe chê cười. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thậm chí là ta đã thấy lợi hại nhất thiên tai. Nhưng ngươi vẫn là quá non. Tụ khí sáu trọng, nếu không phải tối nay là ngươi đánh lén, ngươi thật sự cho rằng. Chính mình có thể thương ta mảy may. Lộc Hoành đôi tay nắm chặt quyền, hai tay của hắn khớp xương, ca ca rung động. Tối nay, ta muốn đem ngươi toàn thân xương cốt từng cây bẻ gãy sau đó cầm ngươi thi thể đi tìm đỗ mục vấn tội người cũng biết ở đế đô động thủ là cái gì hậu quả sao đỗ mục cùng ngươi đồng bạn đều sẽ bởi vì ngươi tối nay lỗ mãng mà bị phạt thậm chí là thân chết như vậy cũng hảo hoàng tuyền trên đường có người làm bạn người ít nhất sẽ không quá mức cô đơn lộc hoành đã tương lâm huyền hận đến tận xương tủy hắn muốn đem lâm huyền nghiền xương thành cho mới có thể phát tiết ra trong lòng lửa giận đối mặt lộc hoành uy hiếp lâm huyền không dao động hắn đương nhiên biết ở đế đô động thủ hậu quả nghiêm trọng hắn nhưng không có ngu xuẩn đến quang minh chính đại ở đế đô giết người hắn chế tạo thiết diện cụ chính là vì che giấu chính mình chân thật thân phận không có người nhìn đến hắn chân thật bộ dáng chỉ cần ở đế đô kim giáp vệ sĩ tới rồi trước đem lộc hoành giết chết có thể lộc hoành khí thế phẳng phất thủy triều khi sóng to càng ngày càng cường Lâm Huyền đứng ở hắn trước mặt đã cảm nhận được kinh người cảm giác áp bách. Nếu Lâm Huyền cùng Lộc Hoành là lần đầu tiên giao thủ, Lâm Huyền đích xác không có chiến thắng Lộc Hoành khả năng tính. Nhưng đây là hắn cùng Lộc Hoành lần thứ hai giao thủ. Một lần chi kém, kết quả lại sẽ là cách biệt một trời. Lộc Hoành la lớn, làm người kiến thức một chút cái gì là hóa nguyên chi uy. Lộc Hoành phiên tay một trường, trong thân thể hắn nguyên khí trào ra lại là ở giữa không trung hình thành một con từ nguyên khí cấu thành thật lớn bàn tay giống như thái sơn áp đỉnh giống nhau hướng về lâm huyền nện xuống lộc hoành khí cơ đã hoàn toàn tỏa định lâm huyền liền tính lâm huyền muốn chạy trốn cũng khó có thể chạy ra lâm huyền ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung từ nguyên khí ngưng tụ cự trường trong lòng nhịn không được cảm thán hóa nguyên cảnh võ giả trong cơ thể nguyên khí đã từ trạng thái khí ngưng tụ vì trạng thái dịch thân thể cất chứa nguyên khí là tụ khí cảnh võ giả gấp 10 lần trở lên. Liền tính thần đạo công pháp rèn luyện ra vô cấu nguyên khí lại cường. Lấy ta hiện tại cảnh giới, vẫn là khó có thể cùng lộc hoành chống lại. Đương nhiên, khó có thể chống lại cũng không đại biểu cho lâm huyền vô pháp ngăn cản này một. Kích, hắn có thể thi triển bá thể thần công. Lấy có thể so với hóa nguyên cảnh yêu thú cường hãn thân thể ngạnh kháng cũng có thể thi triển linh hồn lực lượng, điều động thiên địa chi lực tới đối kháng. Nhưng này hai loại phương pháp, vô luận là cái nào, Lâm Huyền đều nhất định phải rơi vào hạ phong. Nhưng mà Lâm Huyền còn có loại thứ ba phương pháp. Hắn không có ý đồ đi chống cự hoặc là tránh né đỉnh đầu cự trưởng công kích, mà là phát động thần đạo thân pháp, giống như một chi rời cung mũi tên, lấy tốc độ kinh người bắn về phía Lộc Hoành. Muốn bức ta thu chiêu sao? người tính sai lộc hoành một trưởng phách về phía lâm huyền ở hắn khống chế hạ trên bầu trời nguyên khí cự trưởng như một tòa núi lớn ầm ầm rơi xuống chết đi lộc hoành đối chính mình này nhất chiêu thập phần có tin tưởng cự trưởng rơi xuống lâm huyền chắc chắn bị thương nặng oanh cự trưởng tạp lạc dưới trưởng trên đường phố gạch đá xanh tất cả bạo liệt lâm huyền đứng ở lộc hoành trước mặt hắn hai điều cẳng chân đã hoàn toàn đi vào ngầm một nửa Hắn hai lỗ tai có máu tươi tràn ra. Mặc dù có bá thể thần công, Lâm Huyền như cũ thương không nhẹ. Đứng ở Lâm Huyền trước mặt Lộc Hoành, giờ phút này cũng không có ra tay giết chết gần trong gang tấc Lâm Huyền. Không phải hắn không nghĩ như vậy làm, mà là làm không được. Trên người hắn khí thế tan. Lộc Hoành mở to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn trước người Lâm Huyền. Ở bên trái bả vai cùng hữu hạ sườn bụng, các cắm vào một chi tiết đúc trường trâm đúng là này hai chi trường châm. Đem lộc hoành trong cơ thể nguyên bản lưu sướng vận chuyển nguyên khí, cấp tiệt dừng lại. Ngươi, làm cái gì? Lộc hoành vô pháp tưởng tượng, lâm huyền đến tột cùng là như thế nào làm được? Lâm huyền dùng trường châm, chát vào hắn tử huyệt. Lưu chuyển nguyên khí kinh mạch giao điểm, là võ giả tử huyệt. Muốn tìm được tử huyệt, lâm huyền cần thiết biết. Lộc hoành nguyên khí trải qua nào mấy cái kinh mạch mới được? muốn biết nguyên khí trải qua nào mấy cái kinh mạch lâm huyền nhất định phải biết rõ lộc hoành tu luyện công pháp chính mình tu luyện công pháp chính là phong châu phủ bất truyền bí mật lâm huyền như thế nào như vậy hiểu biết lâm huyền đương nhiên biết hôm nay dưới lôi đài giao thủ khi lâm huyền liền đã thông qua thần sơn đem lộc hoành tu luyện công pháp chi tiết phiên cái rõ ràng thần sơn chung mỗi một quyển bí tịch đều có đại đế thậm chí là trí tôn cường giả lưu lại lời bình. Trong đó nhược điểm, lâm huyền đều là có thể tìm đọc. Ta làm ngươi chết minh bạch một ít. Ngươi tu luyện công pháp, tên là Hạo Giang Quyết, nãi địa cấp tam phẩm công pháp. Thì triển Hạo Giang Quyết khi, trong cơ thể nguyên khí tổng cộng lưu kinh 27 điều lớn nhỏ kinh. Mạch, trong đó kinh mạch hội tụ huyệt vị nãi vân kỳ môn cùng hướng kỳ môn ta chỉ cần đem hai nơi huyệt vị phong bế, ngươi sẽ không hề sức phản kháng. Lộc Hoành nghiến răng nghiến lợi, Lâm Huyền nói một chút đều không có sai. Lâm Huyền chuyện vừa truyền. Ta còn biết nếu vân kỳ môn cùng hướng kỳ môn bị đổ. Ngươi còn có thể làm nguyên khí phòng hành trung phủ huyệt cùng đại hoành huyệt. Ngươi có phải hay không đang cố gắng đem nguyên khí hội tụ này hai cái huyệt vị. Chuẩn bị xuất kỳ bất ý đem ta giết chết lời còn chưa dứt, Lâm Huyền lại lần nữa ngang nhiên ra tay, hắn tả hữu hai tay. Lại lần nữa xuất hiện hai căn thiết đúc trường châm. Phốc phốc, trường châm nhập thịt thanh âm vang lên. Hai căn trường châm hoàn toàn đi vào lộc hoành trung phủ, đại hoành song huyệt. Lộc hoành nguyên bản vừa muốn bùng nổ khí thế, ngạnh sinh sinh lại rơi xuống. Lộc hoành trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, hai đầu gối quỳ dạp xuống đất. Hắn biểu tình, đang run rẩy. Ngươi, ngươi làm sao mà biết được? Này hai nơi huyệt vị là chính hắn ở tu luyện trong quá trình phát hiện. Hắn chưa bao giờ đã nói với những người khác Lâm Huyền vì sao sẽ biết. Chẳng lẽ phong châu phủ bất truyền công pháp hạo giang quyết đã bị Lâm Huyền được đến? Người khả năng có điều không biết, trừ bỏ trung phủ, đại hoành song huyệt. Hạo giang quyết còn có đi mặt khác sáu chỗ huyệt vị. Không đợi lộc hoành có điều phản ứng, lại có trường châm xuất hiện ở Lâm Huyền trong tay tả hữu đôi tay các tam căn, tổng cộng lục căn. Lục căn trường châm, hoàn toàn đi vào lộc hoành sáu chỗ huyệt vị. Lần này, lộc hoành hoàn toàn không có biện pháp thúc giục nguyên khí. Lộc hoành tâm như cho tàn, hiện tại hắn, đừng nói là lâm huyền, tùy tiện tới một người. Đều có thể giết chết hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn phía lâm huyền, trong lòng tràn ngập oán hận. Hắn chính là phong châu phủ phủ chủ thân đệ đệ, ở phong châu hô mưa gọi gió nhân vật. Hiện tại lại hai đầu gối quỳ rạp xuống Lâm Huyền trước mặt tựa như một con chết cẩu. Ta muốn ngươi chết." Lộc Hoành chịu đựng không được trong lòng khuất nhục dày vò. Hắn muốn lôi kéo Lâm Huyền cùng chết. Hóa nguyên cảnh võ giả, đan điền nội tồn chữ nguyên khí, ngừng tụ thành dịch. Một giọt nguyên dịch đều có thể phóng xuất ra gấp 10 lần trở lên thể tích nguyên khí. Lấy Lộc Hoành tu vi, nếu là đem đan điền trung nguyên dịch kíp nổ, có thể phá hủy chung quanh 6-7 đống nhà lầu. Gần trong gang tắc lâm huyền, tuyệt không may mắn còn tồn tại khả năng. Lộc hoành ra sức giết gáo. Cùng ta cùng đi chết đi. Hắn điều động đan điền nội nguyên dịch, dục muốn tự bạo. mươi 185 tà võ đêm tập. Lộc hoành dùng hết chính mình có khả năng dùng ra lớn nhất sức lực bắt lấy lâm huyền cánh tay. Hắn điên cuồng điên cười. Muốn giết ta, người cũng cùng ta cùng đi chết đi ha 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 nhưng mà thực mau hắn tiếng cười đột nhiên im bạt hắn thỉnh linh phát hiện chính mình lại là vô pháp điều động đan điền nội nguyên dịch tại sao lại như vậy tự bạo là võ giả trung cực võ kỹ là bởi vì mặc dù toàn bộ huyệt vị bị phong cũng có thể điều động đan điền nội nguyên dịch ở hắn thường thức chung trừ phi lập tức đem địch nhân giết chết nếu không là vô pháp ngăn cản đối phương tự bạo nhưng chính mình lại là làm không được quên nói cho ngươi, đâm vào ngươi huyệt vị trường châm chung, ta tăng thêm một chút đồ vật. Lâm Huyền ở chế tạo trường châm khi, mỗi một cây trường châm bên trong, đều để lại một cái ám táo. Hắn dùng y sư bản lĩnh, luyện chế có thể tê mỏi toàn thân kinh mạch nước thuốc, rót vào ám tào bên trong. Đương trường châm đâm vào lộc hoành thân thể, bởi vì quán tính. Ám tào chung nước thuốc thoát ly trường châm, rót vào lộc hoành trong cơ thể dược tính nùng liệt, chỉ cần một lát sau, dược hiệu liền có thể hoàn toàn phát tác. Hiện tại lộc hoành, không chỉ là 10 chỗ huyệt vị bị phong, ngay cả trong cơ thể kinh mạch. Cũng phong bế, lộc hoành trong mắt toát ra tuyệt vọng chi sắc, lâm huyền nghĩ tới hết thảy. Hắn đã không có cùng đối phương đồng quy vu tận tư bản. Lúc này, nơi xa truyền đến giày đặc tiếng bước chân. Đế đô kim giáp vệ sĩ, chạy tới. Mau cứu. Lộc hoành muốn làm cuối cùng dãy ruộng, muốn há mồm cầu cứu, nhưng mà hắn chỉ hô lên hai chữ. Liền rốt cuộc nói không ra lời. Lâm huyền một trưởng bổ vào lộc hoành trên đỉnh đầu, cuồng bạo nguyên khí. Sỏ xuyên qua lộc hoành thân thể. Lộc hoành mở to đôi mắt, ngã xuống, đã mất hơi thở. Lâm huyền cũng không quay đầu lại, biến mất ở bóng đêm bên trong. Liền tại hạ một khắc, kim giáp vệ sĩ đem lộc hoành vây khởi một cái kim giáp mũ giáp thượng cắm có màu đỏ vũ linh người đi đến lộc hoành trước mặt hắn là kim giáp vệ sĩ thủ lĩnh giờ phút này sắc mặt cực kỳ khó coi đã có vài thập niên không ai dám ở đế đô giết người mà thượng một cái ở đế đô nháo sự ra hỏa bị hắn thân thủ xé thành mảnh nhỏ cho ta đi cha bắt được hung thủ bầm thây vạn đoạn lâm huyền lặng yên không một tiếng động trở lại chính mình chỗ ở Hắn đem trên người áo đen cùng trên mặt thiết diện cụ, hết thảy thu vào nguyên giới. Ở trở về trên đường, hắn vận chuyển thần đạo công pháp, đã đem trên người ám thương chữa khỏi. Lâm Huyền trong lòng ngực, một trận mấp máy, một con đầu bà con thỏ. Từ hắn trong lòng ngực chui ra, là Bạch Linh Nhi, Lâm Huyền, người như vậy giết Lộc Hoành, sẽ không có việc gì sao? Lâm Huyền lúc đi, phía sau những cái đó khí thế cường đại, làm Bạch Linh Nhi kinh hồn táng đảm kim giáp vệ sĩ không hổ là đế đô người bảo vệ mỗi người tu vi cường đại đặc biệt là cầm đầu tướng lãnh này tản mát ra khí thế mặc dù bạch linh nhi có lâm huyền tản mát ra khí thế bảo hộ như cũ cảm thấy sợ hãi lâm huyền an ủi nói yên tâm đi bọn họ mặc dù là đuổi tới nơi này cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nơi này là châu tế võ đấu tuyển thủ dừng chân khu vực liền tính kim giáp vệ sĩ quyền lợi lại đại cũng không dám ở cái này mấu chốt thượng quy mô điều tra liền tính biết người là ta giết bọn họ nhưng có chứng cứ lâm huyền tu luyện thần đạo công pháp rèn luyện ra chính là vô cấu nguyên khí không có bất luận cái gì tạp chất chỉ cần lâm huyền nguyện ý liền có thể không dính nhiễm chút nào hơi thở kim giáp vệ sĩ không dám ở không có chứng cứ dưới tình huống bắt giữ một người võ đấu tuyển thủ sợ không phải phải bị đại hoàng tử đồ ập xuống gian dậy một đốn. Chính như Lâm Huyền suy đoán như vậy, ở ba cái canh giờ sau. Kim giới vệ sĩ thật sự điều tra tới rồi Lâm Huyền nơi rừng chân khu. Thủ lĩnh, chúng ta truy tra đến này, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thỉnh ngài quyết sách, Hồng Linh thủ lĩnh sắc mặt xanh mét, hắn đương nhiên biết đây là địa phương nào. Biết là ai giết người sao? Cấp dưới lắc đầu nhất có giết người động cơ, thả có thực lực giết chết lộc hoành, là càn châu dẫn đầu đỗ mục. Ta đi xem, trước không cần rút dây động rừng. Hồng Linh thủ lĩnh một mình một người, đi tới đỗ mục chỗ ở. Còn không có vào cửa, hắn liền cảm giác được phòng trong có lưỡng đạo hơi thở. Trong đó một đạo, hắn vô cùng quen thuộc. Hồng Linh thủ lĩnh lập tức quỳ gối ngoài cửa. Bái kiến điện hạ, cửa phòng chi một tiếng khai, lộ ra đại hoàng tử thân hình. Đỗ mục còn lại là đứng ở hắn phía sau. Đại hoàng tử vẻ mặt uy nghi. Sao ngươi lại tới đây? Hồng linh thủ lĩnh không dám giấu giếm, lập tức hội báo. Hồi điện hạ, Phong Châu dẫn đầu Lộc Hoành bị người giết chết ở đế đô chung. Thuộc hạ tìm hung thủ lưu lại dấu vết, truy tra tới rồi nơi này. Cái gì? Lộc Hoành đã chết. Đại hoàng tử kinh ngạc một chút, Lộc Hoành thân phận vẫn là tương đối quan trọng hắn nếu là đã chết đế quốc đến cấp phong châu phủ phủ chủ một công đạo mới được. Hắn phục hồi tinh thần lại, mở miệng nói. Ngươi là tại hoài nghi đỗ dẫn đầu. Ta tới tìm đỗ mục nói chuyện phiếm, đã có hai cái canh giờ. Hồng Linh thủ lĩnh cả kinh, đại hoàng tử tự nhiên sẽ không nói dối. Lộc Hoành đã chết còn không có hai cái canh giờ đâu, nói như vậy. Đỗ mục là không có thời gian gây án. Trừ bỏ đỗ mục còn ai vào đây muốn sát Lộc Hoành. Hồng Linh thủ lĩnh hôm nay liền ở xem võ tịch thượng, hắn trong đầu. Hiện lên Lâm Huyền khuôn mặt, hắn ở trong lòng ám đạo. Chẳng lẽ là cái kia tiểu tử việc làm? Không đúng, kia tiểu tử tuy rằng tà môn, nhưng rốt cuộc còn ở tụ khí cảnh giới. Từ ta cảm ứng được đế đô nội có đánh nhau, đến đuổi tới hiện trường. Không đến nửa nén hương thời gian, một cái tụ khí cảnh tiểu tử. Như thế nào tại như vậy đoàn thời gian nội, giết chết hóa nguyên năm trọng cảnh giới lộc hoành có thể hay không là tà võ. Bài trừ lâm huyền sau, hồng linh thủ lĩnh đem hoài nghi đối tượng đặt ở tà võ trên người. Vì tranh đoạt tiến vào ma đế mặc tà chi mộ danh ngạch. Tà võ vẫn luôn đang âm thầm phá hư này giới châu tế võ đấu tiến hành. Phía trước nhằm vào các châu tuyển thủ ám sát chính là tốt nhất chứng minh. Chỉ sợ là tà võ vì rời đi ta chờ tầm mắt cố ý giết một cái dẫn đầu hảo chờ kim giáp vệ sĩ tìm cha hung thủ hết sức, lại đối các châu tuyển thủ xuống tay. Hảo một cái tà võ, thiếu chút nữa đã lừa gạt ta. Hồng Linh thủ lĩnh vội vàng nói. Điện hạ, nếu không phải đỗ dẫn đầu việc làm, thuộc hạ còn muốn truy tra hung thủ. Đi trước cáo lui, đại hoàng tử chuẩn, Hồng Linh thủ lĩnh rời đi sau, lập tức triệu tập thuộc hạ. Tăng mạnh đối các châu tuyển thủ bảo hộ hắn vốn là đã đoán sai hung thú, lại hảo là chó ngáp phải ruồi, tà võ ở tối nay. Đang có ám sát các châu tuyển thủ kế hoạch. Liền ở sau nửa canh giờ, có tiếng đánh nhau vang lên. Một người kim giáp vệ sĩ tiếng la cắt qua bầu trời đêm. Tà võ đêm tập, hồng linh thủ lĩnh rút ra bên hông bảo kiếm, đôi mắt đỏ lên. Đáng chết tà vật cũng dám ở lão tử dưới mí mắt động thủ mươi người bảo hộ đại hoàng tử, còn lại người chờ, đem tà võ tiêu diệt. Một lát sau, tiếng đánh nhau càng thêm kịch liệt. Lâm Huyền từ tu luyện chung mở to mắt, hắn cảm ứng được có vài đạo âm trầm hơi thở. Đang ở tới gần chính mình phòng. Là tà võ. Lâm Huyền thực mau nghĩ thông suốt. Hôm nay chính mình ở trên lôi đài biểu hiện quá mức kinh người, vì ma đế mặc tà chi mộ. Tà võ sợ là ngồi không yên. mươi 186 nguy cấp ám phù. Lâm Huyền khóe miệng treo lên một tia cười lạnh, này đàn tà võ. Dám tới tìm chính mình phiên toái. Hắn tản mát ra hồn lực, lập tức xác định đối phương vị trí cùng tu vi. Hai cái tụ khí cửu trọng cảnh giới, một cái hóa nguyên nhị trọng tu vi cảnh giới. Như vậy ba người tổ hợp, giết chết một cái tụ khí sáu trọng cảnh giới võ giả cơ hồ là nắm chắc. Bọn họ muốn giết là Lâm Huyền. Nếu bọn họ biết Lâm Huyền bằng vào tự thân thực lực xử lý hóa nguyên cảnh nhị trọng cảnh giới hôi trùng lão tổ. Tất nhiên sẽ phái ra thực lực càng cường thích khách. Nếu là bọn họ biết Lâm Huyền ở tối nay vừa mới giết chết hóa nguyên năm trọng cảnh giới lộc. Hoành, sợ là phải không tiếc hết thầy đại giới đến Lâm Huyền vào chỗ chết. Đáng tiếc, bọn họ cũng không biết. Tà vật tu vi cũng không vững chắc. Hóa nguyên cảnh nhị trọng cảnh giới tương đương với tầm thường võ giả hóa nguyên cảnh một trọng. Cảnh giới ta không cần bại lộ quá nhiều thực lực tốc chiến tốc thắng có thể. Lâm Huyền có chút đáng tiếc ám đạo. Cửu công chúa đưa ta chân long kiếm, như cũ ở ôn dưỡng giữa thượng không thể dùng. Nếu trong tay có kiếm, chỉ cần nửa chén trà nhỏ công phu. Ta liền có thể đưa bọn họ tất cả đều giết chết. Nơi này là rừng chân khu, người nhiều mắt tạp, đánh nhau động tĩnh không nên quá lớn. Dùng hồn kỹ. Lâm Huyền phát động thần đạo thân Pháp ẩn nấp chính mình hơi thở, đứng ở môn sườn. Ngoài cửa, truyền đến cơ hồ vô Pháp dùng lỗ tai phát hiện đối thoại. Lão đại kia càn châu Lâm Huyền, liền ở nơi này. Xác định sao? Yên tâm đi lão đại, ta đều hỏi thăm hảo. Động tác nhanh nhẹn chút, giết hắn chạy nhanh đi. Đáng chết kim giáp vệ sĩ không biết từ nơi nào biết được chúng ta hành động. Thế nhưng tăng số người nhiều người như vậy. Vừa dứt lời, ba người bỗng nhiên đẩy cửa ra, nhảy vào trong phòng. Cầm đầu người, trong tay nắm một phen đoàn kiếm. Bỗng nhiên đâm vào phòng trong giường đệm thượng đệm chan. Không ai. Ba cái tà võ sắc mặt kịch biến, thời gian này Lâm Huyền như thế nào không ở. khụ Lâm Huyền cố ý ho khan một tiếng, kinh ba cái tà võ, vội vàng xoay người. Lâm Huyền cười nói. Các ngươi là ở tìm ta. Ba người liếc nhau, cầm đầu tà võ thấp giọng quát giết hắn, nói, ba người đồng thời công hướng Lâm Huyền. Lâm Huyền đôi mắt hơi hơi nheo lại, hồn lực từ linh hồn của hắn trung tràn ra. Bách hoa sát, ba cái tà võ biểu tình đồng thời run lên, bọn họ trước mắt Lâm Huyền không thấy, thay thế. Là một mảnh bách hoa nở rộ cảnh tượng. Bọn họ phảng phất thân ở một mảnh hoa lâm, trong rừng mọc đầy cây hoa anh đào. Gió nhẹ một thổi, hoa anh đào rơi rụng dưới tàng cây thổ địa, mọc đầy đủ loại kiểu dáng hoa nhi, sợ là có trăm dạng nhiều. Lúc này Lâm Huyền, trải qua trước đó vài ngày khổ tu, linh hồn càng cường đại hơn. Hắn đã đem hồn kỹ bách hoa sát tu tập đến viên mãn chi cảnh. Đây là ảo giác, ba cái tà võ trong lòng rét run. Lâm Huyền đến tột cùng là như thế nào ở một cái chớp mắt chi gian. Đem chính mình kéo vào ảo cảnh. Bọn họ muốn tìm được thoát khỏi ảo thuật phương pháp, nhưng mà ảo cảnh xuất khẩu. Giấu ở bách hoa bên trong, 10 vạn đóa hoa tươi, trăm vạn cánh hoa, không có cường đại linh hồn cảm giác năng lực. Như thế nào có thể tìm được chính xác đường ra? Sau một lát, Tà Võ Thủ lĩnh bỗng nhiên cảm giác chính mình linh hồn run lên, bách hoa tiêu tán. Lâm Huyền một lần nữa xuất hiện ở chính mình trước mắt. Bất đồng chính là Lâm Huyền đã muốn chạy tới hắn trước mặt trong tay còn nắm một thanh đoàn kiếm. Chuôi kiếm dưới mũi kiếm, hơn phân nửa đã hoàn toàn đi vào tà võ thủ lĩnh ngực. Này không phải, tà kiếm sao? Tà võ thủ lĩnh cúi đầu, chính mình đôi tay trống trơn. Lại xem chính mình thủ hạ, hai người đã ngã xuống, không có hơi thở. Hảo cường, ba cái tà võ đều bị giết chết, lâm huyền đưa bọn họ thi thể. Ném ra chính mình dừng chân khu vực, miễn cho bị người phát giác hắn không có trở lại chính mình phòng mà là nghĩ mặt khác đồng bạn phòng chạy đi hôm nay trừ bỏ dịch thiên vũ không có lên sân khấu quan tử ngạo lăng phong béo hổ biểu hiện đồng dạng thập phần xuất sắc nếu tà võ mục tiêu là giết chết thực lực cường hãn tuyển thủ kia ba người rất có thể cùng chính mình giống nhau cũng là mục tiêu quan tử ngạo tuy rằng bị chút vết thương nhẹ nhưng như cụ có thể chiến đấu nhưng lăng phong cùng béo hổ lại làm mất đi năng lực chiến đấu nghĩ đến đây lâm huyền nhanh hơn bước chân lăng phong cùng béo hổ ở tại một cái trong sân vừa mới tới gần lâm huyền liền nghe được tiếng đánh nhau hắn thả người nhảy nhảy vào trong viện chỉ thấy quan tử ngạo ôn hòa thiên vũ hai người đang ở trong sân cùng hai gã tà võ chiến đấu mà một khác danh tà võ đang chuẩn bị đột nhập phòng tìm chết lâm huyền trên mặt dâng lên tức giận dám thương tổn chính mình bằng hữu chết thần đạo thân pháp trong chớp mắt công phu lâm huyền liền xuất hiện tên này tà võ trước người tà võ bị hoảng sợ còn chưa phản ứng lại đây liền nhìn đến một đạo bóng xám tạp hướng chính mình đầu là lâm huyền nắm tay thần đạo quyền pháp lâm huyền này một quyền thật mạnh nện ở tà võ trên đầu oanh một quyền mất mạng xử lý muốn đánh lén lăng phong cùng béo hổ tà võ sau. Lâm Huyền ra tay giúp trợ quan tử ngạo cùng dịch thiên vũ. Mười tức lúc sau, mặt khác hai cái tà võ cũng là song song mất mạng. Bốn phía chiến đấu thanh càng ngày càng nhỏ, thực mau liền không có sinh lợi. Không biết là tà võ bị đánh lùi, vẫn là đã toàn bộ bị treo cổ. Đỗ mục trưởng lão vội vã đuổi lại đây, nhìn thấy Lâm Huyền đám người không có việc gì. Nhẹ nhàng thở ra. Lâm Huyền, ngươi theo ta tới một chút. Một khắc mặt kim giáp vệ sĩ đang ở rửa sạch chiến trường. Thủ lĩnh, này ba cái tà võ, chết có chút kỳ quặc. Hồng Linh thủ lĩnh đi đến tam cụ tà võ thi thể trước mặt xem xét. Này ba người đều là bị một thanh đoàn kiếm giết chết. Đoàn kiếm cắm ở thực lực mạnh nhất tà võ ngực trên thân kiếm tàn lưu hơi thở. Cùng thi thể tàn lưu hơi thở giống nhau như đúc. Bị chính mình kiếm giết chết hồng linh thủ lĩnh nhìn quét cái này tà võ trên người không có mặt khác miệng vết thương hẳn là bị một kích mất mạng kim giáp vệ sĩ giữa có loại thực lực này người không nhiều lắm xem ra là ở nơi này dẫn đầu hoặc là tuyển thủ việc làm tuy rằng hồng linh thủ lĩnh như cũ có rất nhiều khó hiểu nhưng nếu là chính mình một phương người làm liền không cần tế tra xét các châu tuyển thủ nhưng có chết cấp dưới gật gật đầu đã chết ba cái hồng linh thủ lĩnh sắc mặt thập phần khó coi hắn đã tăng mạnh bảo hộ thế nhưng còn đã chết ba cái hắn quở mắng các ngươi là như thế nào bảo hộ cấp dưới do dự một chút quay đầu lãnh này ba người chết cũng là kỳ quặc nói này ba gã tuyển thủ đều là bị người từ phía sau thứ chết hơn nữa trên người cũng chưa phát hiện đánh nhau dấu vết hồng linh thủ lĩnh ngẩn ra một chút ám sát tối nay đánh lén tà võ phần lớn đều ở tụ khí cảnh giới có mấy cái hóa nguyên cảnh giới cũng bị hắn cùng kim giáp vệ sĩ đánh lui cái dạng gì người có thể lặng yên không một tiếng động xử lý này đó tham gia châu tế võ đấu thiên tài khẳng định không phải là giết chết này ba cái tà võ người từ sau lưng bị thứ chết có thể là thực lực cường hãn am hiểu ẩn nấp thân hình thích khách cũng có khả năng là Hồng Linh thủ lĩnh đồng tử co chặt, hắn nghĩ đến một cái khó có thể tiếp thu khả năng. Giết chết ba gã tuyển thủ, rất có khả năng là bọn họ đồng bạn. Chương 187 đánh với Lôi Châu. Đường Tà Võ đánh tới khi, mọi người lực chú ý tất nhiên sẽ ở trên người địch nhân. Lúc này, nếu chính mình đồng bạn bỗng nhiên xuống tay. Mặc dù là sớm đã nhìn quen giết chóc cùng ngươi lừa ta gạt Hồng Linh thủ lĩnh. Cũng là nhịn không được dùng mình một cái chỉ có đồng bạn xuống tay loại này khả năng mới có thể giải thích vì cái gì sẽ có ba người. Bị người từ sau lưng đánh lén mà chết. Đáng chết, lập tức đi điều tra chết ba gã tuyển thủ cùng châu đồng bạn. Bọn họ giữa, có lẽ có người bị tà võ suối dục. Hồng Linh thủ lĩnh hít sâu một hơi, ma đế mặc tà mộ địa bảo vật tranh đoạt. So với hắn tưởng tượng còn muốn tàn khốc. Chuyện này muốn chạy nhanh hội báo cấp đại hoàng tử. Về phương diện khác, Lâm Huyền có chút nghi hoặc đi theo đỗ mục trưởng lão đi tới hắn chỗ ở. Vừa vào cửa, Lâm Huyền nhìn đến phòng trong trên bàn bãi hai cái chén trà, trong ly nước trà. Còn mạo nhẹ nhẹ nhiệt khí. Này thuyết minh, ở tà võ đánh tới phía trước. Đỗ mục trưởng lão đang ở cùng người nào đó uống trà. Đỗ trưởng lão, vừa mới ai ở chỗ này? Đỗ trưởng lão giải thích nói. Là đại hoàng tử. Nghe được lời này, Lâm Huyền khẽ cau mày hôm nay ở trên lôi đài đại hoàng tử thiên thái lộc hoành hắn chính là xem ở chỗ này nếu là đại hoàng tử dựa theo quy tắc làm việc hắn làm sao cần chính mình động thủ xử lý lộc hoành đại hoàng tử tới có hai việc một là tới hứa hẹn cho chúng ta càn châu gia tăng tu luyện tài nguyên phân phối lâm huyền nghe minh bạch các châu tu luyện tài nguyên phân phối vốn là dựa theo châu tế võ đấu kết quả tới chế định Lần này châu tế võ đấu, càn châu chú định có thể xếp hạng dựa trước. Cần gì đại hoàng tử lại đến hứa hẹn? Này thuyết minh, đại hoàng tử hứa hẹn, sợ là ở phân phối kết quả thượng, thêm vào lại gia tăng. Có thể làm đại hoàng tử bỏ được như vậy xuất huyết. Hẳn là sợ càn châu đối lộc hoành trừng phạt bất mãn. 24 châu chi gian hòa bình, mới có thể làm đế quốc ổn định. Lâm Huyền ở trong lòng ám đạo này đại hoàng tử nhưng thật ra tinh thông quyền mưu đỗ trưởng lão chuyện thứ hai đâu chuyện thứ hai đại hoàng tử hy vọng ngươi có thể vì đế quốc hiệu lực vì đế quốc hiệu lực lâm huyền mặt vô biểu tình trong lòng không có bất luận cái gì gợn sóng nếu đổi làm mặt khác tiền thủ dự thi có lẽ giờ phút này thập phần hưng phấn vì đế quốc hiệu lực ý nghĩa đế quốc sẽ cung cấp hắn sở hữu tu luyện tài nguyên vô luận là công pháp võ kỹ pháp bảo cũng hoặc là nguyên thạch nhưng đối với lâm huyền tới nói mấy thứ này trừ bỏ nguyên thạch thần sơn đều có thể cung cấp hơn nữa lòng đẳng đế quốc cách cục thật sự là quá nhỏ hóa nguyên cảnh giới liền đã là đỉnh nhưng mà võ giả chín cảnh mặt trên còn có sáu trọng cảnh giới lâm huyền như thế nào chịu đựng chính mình kiếp này chỉ dừng lại ở tam biên cảnh thượng hắn không cần làm kia đáy giếng xem thiên ếch xanh mà phải làm kia bay lên không vạn dặm đại bàng. Quan trọng nhất chính là, Lâm Huyền có một viên trời sinh cường giả tâm. Hắn sẽ không khuất phục với bất luận kẻ nào hoặc là thế lực. Vì đế quốc hiệu lực, hắn không hiếm lạ. Tự hồ sớm đã đoán được Lâm Huyền là loại này biểu hiện, đỗ mục trưởng lão cười khổ nói. Ta đã giúp ngươi cự tuyệt đại hoàng tử, bất quá ta đoán hắn còn sẽ tìm ngươi đang nói. Lâm Huyền gật gật đầu, chớ nói đại hoàng tử tự mình tìm hắn tới nói. Chính là đế quốc quân chủ tới, hắn cũng sẽ là đồng dạng hồi đáp. Không có cửa đâu. Hảo, không có mặt khác sự tình, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, cùng lôi châu tỷ thí. Phải nhờ vào các ngươi ba người. Châu tế võ đấu nghênh đón vòng thứ ba tỷ thí. Đợt thứ hai chung, bởi vì phong châu bị hủy bỏ dự thi tư cách, lôi châu bất chiến mà thắng. Đỗ Mục trưởng lão có nghĩ thầm phải biết rằng lôi châu năm người thực lực. Lại cũng là không có cách nào. Béo hổ cùng lăng phong còn không có hoàn toàn khôi phục cơ bản là vô pháp lên sân khấu. Càn châu muốn sát nhập tám cường hàng ngũ, mở ra cá nhân tỉ thí, dư lại ba người. Nhất định phải toàn bộ bắt lấy thắng lợi. Hai bên dẫn đầu rút thăm, từ Càn Châu đối trước phái tuyển thủ lên sân khấu đây là cái hạ hạ thiêm, trận đầu lôi châu liền có thể căn cứ càn châu lên sân khấu người thực. Lực tới phái đánh với tuyển thủ. Ta trước đến đây đi. Quan tử ngạo chủ động xin ra trận. Đỗ mục trưởng lão gật gật đầu, lâm huyền thực lực mạnh nhất. Thắng lợi là ván đã đóng thuyền sự tình, nếu là phái hắn trước thượng. Lôi châu hoàn toàn có thể phái ra yếu nhất tuyển thủ, trực tiếp nhận thua. Càn Châu thiếu hai người, mặc dù nhận thua một hồi, lôi châu như cũ chiếm cứ thượng phong. Nếu là trước phái gia dịch Thiên Vũ, đối phương còn lại là có thể bài trừ mạnh nhất tuyển thủ. Trước bắt lấy một thành, thua một hồi, Càn Châu liền bại. Quan tử ngạo đầu phát là nhất thích hợp lựa chọn. Quan tử ngạo bước lên lôi đài, lôi châu tuyển thủ cũng đạp đi lên. Đối phương dùng sức ôm quyền, tại hạ mã kỳ lân. Quan tử ngạo lâm huyền nhìn về phía mã kỳ lân trong lòng đã biết quan tử ngạo trận này tỉ thí sợ là sẽ rất khó mã kỳ lân quanh thân không khí tựa hồ có chút vặn vẹo cẩn thận quan sát sẽ phát hiện là chung quanh trong không khí hơi nước bởi vì bị nóng mà hình thành dao động thực rõ ràng mã kỳ lân tu luyện chính là hỏa thuộc tính công pháp vừa vặn cùng quan tử ngạo biến dị băng thuộc tính công pháp lẫn nhau cũng biết công tử hạ chú sao võ thánh lâu dừng người lại tới nữa lâm huyền phía trước áp chú thắng nguyên thạch còn không có lấy ra tiếp tục áp càn châu thắng lợi lâm huyền không biết quan tử ngạo có thể hay không thắng nhưng hắn lựa chọn tin tưởng chính mình đồng bạn muốn đi xa hơn theo đuổi càng cao không chỉ có chỉ có hắn một người đại hoàng tử nhìn về phía hai người mở miệng tuyên bố tỉ thí bắt đầu quan tử ngạo gọi ra bản thân đại đao, hàn băng thuộc tính nguyên khí từ thân đao dâng lên ra. Hắn dưới chân phạm vi 10 mét lôi đài, kết một tầng hàn băng. Hắn đối diện, mã kỳ lân cũng rút ra chính mình binh khí. Cũng là một thanh đại đao. Chuôi này đại đao chuôi đao, là một con màu đỏ hỏa kỳ lân, kỳ lân dương miệng rộng. Không ngừng phun trào ra ngọn lửa. Ngọn lửa đem thân đao thiêu đỏ bừng, lấy mã kỳ lân vì trung tâm phạm vi 10 mét sóng nhiệt cuồn cuộn hai bên bộc phát ra khí thế đều là hóa nguyên bảy trọng cảnh giới ít nhất từ tu vi đi lên xem đây là một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu quan tử ngạo biểu tình dị thường ngưng trọng so với thượng một hồi đánh với phong châu cung duệ còn muốn ngưng trọng rất nhiều chính hắn cũng phi thường rõ ràng này sẽ là một hồi gian nan quyết đấu hai người cơ hồ đồng thời sát hướng đối phương quan tử ngạo đại đao cuồng nhận cùng mã kỳ lân đại đao hỏa kỳ lân hung hăng va chạm ở bên nhau. Hô, hàn khí cùng lửa cháy tương va chạm sinh ra một cổ cuồng phong quét về phía bốn phía. Hai người lực lượng đều rót vào trong đao, lực lượng thượng so đấu. Hai người một bước cũng không nhường. Xem võ trên đài có kinh ngạc cảm thán tiếng vang lên. Này hai người thế lực ngang nhau, nguyên khí cầm tinh lại lẫn nhau khắc chế sợ là có một hồi xuất sắc chiến đấu bất quá ta càng xem trọng mã kỳ lân một ít vì cái gì các ngươi không có nghe nói qua hắn ở phong châu danh hiệu sao hắn chính là yêu nhân mã kỳ lân yêu nhân lời này như thế nào rằng ta nghe nói mã gia tổ tiên từng uống qua một đầu hỏa kỳ lân huyết từ kia lúc sau mỗi một thế hệ nhân tu luyện hỏa thuộc tính công pháp đều sẽ làm ít công to đến nay đã có mấy trăm đại này một thế hệ quách kỳ lân, càng là thiên phú kinh người, hắn thi triển ra ngọn lửa. Được xưng kỳ lân chi hòa, chương 188 kỳ lân chi hòa, Lâm Huyền nghe được xem võ trên đài nghị luận thanh. Kỳ lân chi hỏa, đó là cái gì? Hắn ý thức chìm vào thần sơn, lật xem bí tịch thực mau, liền tìm được ghi lại. Kỳ lân, hoàng dã thời kỳ hung thú, cùng tổ long cùng thời đại. Kỳ lân có bao nhiêu loại thuộc tính, hỏa kỳ lân đó là chi nhất? trong đó hỏa kỳ lân ngọn lửa, uy lực cùng long tức có liều mạng. Lâm huyền nhíu mày, quan tử ngạo hàn băng nguyên khí. Là dùng thiên tầm độc thiềm sau biến dị mà đến. Mà quách kỳ lân hỏa thuộc tính nguyên khí. Còn lại là bởi vì tổ tông đã từng dùng quá kỳ lân huyết. Nhưng từ nguyên khí thuộc tính biến dị ngọn nguồn tới xem, quan tử ngạo muốn kém hơn rất nhiều. Bất quá trải qua trăm đại truyền thừa, quách kỳ lân còn có vài phần hỏa kỳ lân huyết mạch cũng là không biết chi số. Trên lôi đài, quan tử ngạo cùng Mã Kỳ Lân đã lực lượng so đấu ước chừng 20 tức thời gian. Mã Kỳ Lân cái chán có mồ hôi tràn ra, mà quan tử ngạo mày, đã gắt gao nhăn lại. Quan tử ngạo phát hiện, chính mình tự hồ sẽ so Mã Kỳ Lân trước kiên trì không được. Hắn ra thịt, đã cảm nhận được hơi hơi năng ý. Thật là lợi hại ngọn lửa. Quan tử ngạo mãnh hút một hơi, nguyên khí đại bùng nổ. Uống, hắn chợt quát một tiếng, đem trong tay cuồng nhận dơ lên. Hai người đồng thời về phía sau thối lui. Quan tử ngạo lui sáu bước, mã kỳ lân chỉ lui năm bước. Kết cục tựa hồ đã chú định, quan tử ngạo muốn bại. Nhưng mà quan tử ngạo tựa hồ cũng không phải như vậy tưởng, hắn trên mặt. Lộ ra quyết tuyệt chi ý. Mã kỳ lân phát giác đối thủ thần thái thay đổi, hắn chất vấn nói. Người muốn làm gì? Quan tử ngạo trả lời thập phần đơn giản. Ta chặn đánh bại ngươi." Khi nói chuyện, Quan Tử Ngạo giữa mày gian, dùng một quả màu lam hình thoi sam mình hiện lên. Ngay sau đó, Quan Tử Ngạo khí thế điên cuồng dâng lên. Mã Kỳ Lân trong lòng kinh hãi, đây là bí thuật. Phàm là có thể lâm thời tăng lên thực lực bí thuật, đối thân thể đều có cực đại thương tổn. Trừ phi là sinh tử chi chiến, rất ít có võ giả chịu sử dụng. Mã Kỳ Lân cũng hiểu được bí thuật, nhưng hắn không nghĩ dùng đối với quan tử ngạo muốn thắng lợi quyết tâm mã kỳ lân bội phục không thôi bất quá muốn hắn nhận thua cũng là không có khả năng trừ phi đem hắn chiến thắng hắn giơ lên trong tay đao toàn thân nguyên khí hướng về thân đao trào ra cùng sử dụng bí thuật quan tử ngạo liên tục tác chiến cũng không thỏa đáng mã kỳ lân chuẩn bị vận dụng phải giết tiệt chiêu quyết một thắng bại hỏa kỳ lân tên này, tức là hắn huyết mạch tên, cũng là đao tên, cũng là hắn phải giết tuyệt kỹ tên. Cuồng bạo ngọn lửa, từ thân đao dâng lên ra, đem mã kỳ lân thân hình cắn nuốt. Ngọn lửa bên trong, có một tiếng già nua mà lại uy nghiêm tiếng hô vang lên. Giống, kỳ lân cơn giận, mã kỳ lân trên người ngọn lửa, hóa thành một con hung thú kỳ lân, nó mở ra miệng khổng lồ. Hướng về quan tử ngạo giết gáo. Quan tử ngạo hít sâu một hơi, từ hắn trên người, xuất hiện ra lạnh băng đến xương hàn khí. Hàn khí cũng ngưng tụ ra một con hung thú bộ dáng. Thiên tầm độc thiêm, xem võ trên đài, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người khẩn trương nhìn lôi đài. Chờ mong cuối cùng quyết chiến. Hỏa kỳ lân cùng độc thiêm đồng thời nhào hướng nhiều mặt. Ngọn lửa cùng hàn khí va chạm ở cùng nhau, một cổ cơn lốc thổi quét lôi đài cùng xem võ tịch xem võ trên đài kim giáp vệ sĩ nhóm đồng thời bộc phát ra chính mình khí thế. Mới đưa cơn lốc mà che ở xem võ đài ngoại. Lâm Huyền hít mắt chờ đợi cuối cùng kết quả. Đường cơn lốc tiêu tán, trên lôi đài lộ ra hai cái thân hình. Quan tử ngạo cùng mã kỳ lân đều quỳ dạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Đại hoàng tử đi vào hai người bên người, hai người tựa hồ đều đã mất đi ý thức. Ngang tay đang lúc hắn chuẩn bị tuyên bố tỉ thí kết quả khi quan tử ngạo bỗng nhiên động. Hắn cắn chặt răng, cố nén trên người thương thế, dùng tay chống đất, run run dày dày đứng lên. Quan tử ngạo nhìn về phía đại hoàng tử, thanh âm run dày. Là, là ta thắng. Đại hoàng tử gật gật đầu, trong lòng đối quan tử ngạo bội phục có thêm. Càn châu thắng. Nghe được kết quả, quan tử ngạo trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, theo sau đôi mắt một bế thân thể ngã xuống hôn mê qua đi đỗ mục trưởng lão bước lên lôi đài đem quan tử ngạo kháng hạ lâm huyền từ nguyên giới trung lấy ra một quả chữa thương linh đan nhét vào quan tử ngạo trong miệng này cái linh đan nãi huyền cấp kim văn linh đan dược hiệu mạnh mẽ có thể hữu hiệu trung hòa bí thuật mang đến tác dụng phụ đỗ mục trưởng lão nhìn về phía lôi đài chờ đợi lôi châu một phương ra chiêu bước lên lôi đài, là một người tụ khí năm trọng cảnh giới thanh niên. Đỗ mục trưởng lão nhíu mày, thực rõ ràng, đối phương là tại bức bách dịch thiên vũ xuất chiến. Nếu là phái lâm huyền lên sân khấu, không hề nghi ngờ Càn Châu sẽ thắng. Nhưng đỗ mục trưởng lão thập phần khẳng định, lôi châu còn cất giấu một cái thực lực cùng mã kỳ lân tương đương. Thậm chí càng cường áp trục tiền thủ. Dịch thiên vũ đối thượng hắn, sợ là giữ nhiều lành ít lôi châu đây là biết lâm huyền vô pháp chiến thắng mới có thể ra này đối sách bọn họ sách lược rất đơn giản bắt lấy dịch thiên vũ bởi vì béo hổ cùng lăng phong vô pháp xuất chiến liền tính lâm huyền thắng hạ đệ tam tràng bọn họ như cụ có thể thắng lợi bắt lấy dịch thiên vũ chẳng khác nào bắt lấy càn châu dịch thiên vũ tụ khí bốn trọng cảnh giới bọn họ phái ra tụ khí năm trọng cảnh giới tiền thủ ở cảnh giới thượng hơi có ưu thế nhưng đỗ mục trưởng lão tin tưởng tên này tụ khí năm trọng cảnh giới thanh niên định người mang hắn không tưởng được đòn sát thủ bất quá càn châu không có mặt khác lựa chọn thiên vũ người thượng dịch thiên vũ sớm đã làm tốt chuẩn bị thả người nhảy nhảy lên lôi đài đối thủ ôm quyền tại hạ lôi châu lỗ tin dịch thiên vũ đáp lễ càn châu dịch thiên vũ dưới lôi đài võ thánh lâu thu chú người lại tới nữa lâm huyền mặt mang mỉm cười tiếp tục áp càn châu này một chú áp so thượng một hồi quan tử ngạo chiến mã kỳ lân khi tâm thái muốn thả lỏng rất nhiều dịch thiên vũ công pháp là hắn giáo võ kỹ là hắn giáo chớ nói đối thủ tụ khí năm trọng liền tính là tụ khí sáu trọng dịch thiên vũ có thể cùng chi quyết một thắng bại đến nỗi lỗ tin khả năng che giấu có át chủ bài lâm huyền một chút cũng không lo lắng bất luận cái gì át chủ bài ở tuyệt đối thực lực trước mặt đều là chê cười đại hoàng tử tuyên bố tỉ thí bắt đầu dịch thiên vũ gọi ra trường kiếm kiếm phong chỉ hướng lỗ tin thần kiếm tiếp nước hơi quấn quanh lỗ tin đồng dạng gọi ra bản thân binh khí là một thanh roi dài nhìn đến roi dài ánh mắt đầu tiên lâm huyền liền đã nhìn ra lỗ tin át chủ bài cái này roi không phải tầm thường binh khí mà là thuần thú dùng Lỗ tin là một người thuần thú sư. Hắn roi dài vừa kéo lôi đài, bầu trời phi tiếp theo chỉ yêu thú, đi vào hắn bên người. Này chỉ yêu thú sư chiều cao cánh. Đúng là phía trước tương lâm huyền đám người từ Càn Châu kế đó phi sư. Dịch thiên vũ kinh ngạc một chút, vội vàng nhìn về phía đại hoàng tử. Đại hoàng tử giải thích nói, thuần thú sư giống nhau không tốt võ kỹ. Có thể phái ra chính mình thuần hóa linh thú tác chiến đại hoàng tử nói không sai thuần thú sư là rất khó dốc lòng phụ trợ chức nghiệp bọn họ nghiên cứu thuần thú chi đạo cực đại chiếm dụng nghiên cứu võ kỹ thời gian bởi vậy võ giả nhóm đem thuần thú sư cùng hắn linh thú cho rằng nhất thể con dối sư cũng là đồng dạng đạo lý nếu là có con dối sư lên sân khấu đại hoàng tử cũng sẽ cho phép này sử dụng chính mình chế tác con dối tiến hành chiến đấu Lỗ tin vừa kéo roi dài, phi sư đối với dịch thiên vũ, phát ra kinh thiên giống giận. mươi 189 song long ra biển. Dịch thiên vũ kiều dung, thập phần nghiêm túc. Đối mặt phi sư, nàng cảm nhận được cực đại áp lực. Nói như vậy, võ giả nhóm nhất quen thuộc phi sư. Là thuần thú hiệp hội huấn luyện ra phi hành yêu thú. Thuần thú hiệp hội phi sư, thập phần ôn nhuận, chẳng sợ mọi cách chỉ trích. Cũng tuyệt không sẽ công kích nhân loại một chút. Rất nhiều người bởi vậy quên, phi sư chính là tụ khí cảnh yêu thú. Dịch Thiên Vũ trước mắt này đầu phi sư có tụ khí 6 trọng cảnh giới. Bởi vì là yêu thú, thân thể cường hãn, thậm chí có thể coi như tiếp cận tụ khí 7 trọng cảnh giới võ giả tới đối đãi. Thuần thú sư đích xác vũ lực suy nhược, nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói. Tụ khí 5 trọng cảnh giới lỗ tin, có thể nhược đi nơi nào? một cái tụ khí năm trọng võ giả một cái tụ khí sáu trọng yêu thú như vậy tổ hợp chỉ sợ tụ khí bảy trọng cảnh giới võ giả cũng rất khó địch nổi lỗ tin mới là lôi châu chiến thắng pháp bảo dưới lôi đài đỗ mục trưởng lão hận đến ngứa răng hắn biết lỗ tin khẳng định che giấu có hắn không tưởng được át chủ bài lại trăm triệu không nghĩ tới lỗ tin sẽ là một cái thuần thú sư nhìn khẩn trương không thôi đỗ mục trưởng lão lâm huyền thập phần bình tĩnh an ủi nói yên tâm đi thiên vũ sẽ thắng đỗ mục trưởng lão âm thầm nắm chặt nắm tay hắn cũng rất tưởng chính mình đệ tử có thể thắng nhưng đỗ trưởng lão thiên vũ thực lực tuyệt đối sẽ vượt quá tưởng tượng của ngươi nhìn đến lâm huyền đối dịch thiên vũ như vậy tự tin đỗ mục trưởng lão cũng bình tĩnh xuống dưới trên lôi đài, lỗ tin một phen roi dài chiều hướng dịch thiên vũ. Kim xà phun tin, lỗ tiện tay chung roi dài, giống như lưỡi rắn giống nhau. Lấy tốc độ kinh người ném hướng dịch thiên vũ. Dịch thiên vũ trong tay trường kiếm run lên, thần kiếm thượng sương mù. Bỗng nhiên ngưng tụ với nàng trước người. Ngay sau đó, sương mù hình thành một cái thủy mạc dịch thiên vũ trước người. Giống như trống rỗng sinh thành một cái thác nước lỗ tin roi dài, quất đánh ở thủy mạc thượng, thủy mạc tạc nứt ra rất nhiều bọt nước. Lại là không có rách nát. Kinh ngạc cảm thán thanh từ xem võ tịch thượng vang lên, rất nhiều người cũng chưa nghĩ đến. Dịch thiên vũ lấy tụ khí bốn trọng cảnh giới tu vi. Nhẹ nhàng ngăn trở lỗ tin tụ khí năm trọng cảnh giới công kích. Lỗ tin chính mình đi không kinh ngạc tuy rằng càn châu ở cùng phong châu võ đấu chung. Dịch thiên vũ cũng không có ra tay nhưng từ những người khác biểu hiện chung không khó suy đoán dịch thiên vũ tuyệt đối không phải là kẻ yếu phi sư lỗ tin kêu gọi chính mình linh thú phi sư thật dài gào giống một tiếng nhảy dựng lên nhào hướng dịch thiên vũ trước người thủy mạc nó vươn móng vuốt dùng sức một phách trong phút chốc thủy mạc bạo liệt dịch thiên vũ kêu lên một tiếng thân hình cấp tốc lui về phía sau không hổ là tụ khí sáu trọng cảnh giới yêu thú lực lượng thật lớn vô cùng đã vượt qua dịch thiên vũ có khả năng thừa nhận hạn mức cao nhất phi sư chụp toái thủy phía sau màn không có đình chỉ công kích mà là lại lần nữa nhào hướng dịch thiên vũ dịch thiên vũ hai chân dùng sức nhất dẫm cả người cao cao nhảy lên nàng ở không trung đảo ngược một vòng nhất kiếm chém xuống thủy long kiếm pháp đương kiếm phong chém xuống dịch thiên vũ quanh thân có đánh giá hơi nước ngưng tụ hóa thành sóng gió mãnh liệt bọt sóng theo sau bọt sóng hóa hình giao long đạp lãng bay lên không đâm hướng phi sư dưới lôi đài đỗ mục trưởng lão đôi mắt mở cực đại hắn có thể nhìn ra được dịch thiên vũ đối với thủy long kiếm pháp lý giải so với thượng một lần thi triển càng thêm khắc sâu thủy long kiếm pháp là hắn sáng tạo độc đáo huyền cấp võ kỹ dịch thiên vũ ở lâm huyền chỉ đạo hạ đã đem này hoàn thiện đến hoàn mỹ cảnh giới giao long hung hăng đánh vào phi sư trên người. Phi sư trong miệng phát ra thống khổ tiếng gầm gừ, bay ngược hồi lôi đài, thật mạnh ngã xuống. May mắn yêu thú thể chất cường hãn, nếu là đổi làm nhân loại. Lần này sợ là xương cốt đều phải quăng ngã toái. Phi sư dãy ruộng đứng dậy, lại nhìn về phía dịch thiên vũ khi. Trong ánh mắt mang theo kính sợ chi xác Lỗ tim thổi tiếng huyết sáo, hẳn là nào đó thuần thú bí kỹ phi sư nghe xong ánh mắt trở nên hung hãn lên phi sư mở ra cánh một bước lên trời ở dịch thiên vũ trên đỉnh đầu xoay quanh cùng lúc đó lỗ tin sát hướng về phía dịch thiên vũ trong tay hắn roi dài không ngừng vũ động dịch thiên vũ tay cầm trường kiếm ứng đối tuy rằng cảnh giới kém một trọng lại là không rơi hạ phong nàng không chỉ có muốn ứng đối lỗ tin còn phải cẩn thận trên bầu trời xoay quanh phi sư Dịch Thiên Vũ trong lòng phi thường rõ ràng, Lỗ Tin như vậy công kích mãnh liệt, chỉ là muốn bám trụ chính mình, cho chính mình linh thú sáng tạo công kích chính mình cơ hội. Quả nhiên, Đường Dịch Thiên Vũ ngăn trở Lỗ Tin một cái roi dài sau. Trên bầu trời xoay quanh đã lâu phi sư, tìm được rồi cơ hội, từ không trung một đầu chát hạ. Nhào hướng Dịch Thiên Vũ phía sau lưng, Dịch Thiên Vũ trước muốn xoay người lại cảm giác trong tay trường kiếm trống rỗng sinh ra một cổ lực lượng lại là túng bất động nàng định nhãn vừa thấy lỗ tin roi dài không biết khi nào quấn lên nàng thân kiếm lỗ tin vẻ mặt tự tin cùng hưng phấn thắng bại đã phân càn trâu một phương trừ phi lâm huyền lên sân khấu nếu không hắn tự tin cho dù là đổi làm quan tử ngạo hoặc là lăng phong cũng tuyệt đối ngăn không được phi sư ở sau lưng toàn lực một kích Dịch thiên vũ ứng đối thập phần quyết đoán, nàng buông ra tay cầm kiếm. Đôi tay ngón trỏ ngón giữa khép lại, mặt khác ngón tay uốn lượn, làm ra chỉ kiếm động tác. Thủy mạn kim sơn. Dịch thiên vũ một tiếng khẽ kêu, nàng bốn phía, trống rỗng sinh ra hai điều rồng nước. Xoay tròn thân hình, lẫn nhau đan sen đem nàng bao phủ bảo vệ lại tới. Phi sư đánh vào dao long trên người, bị dao long bay lên không khổng lồ lực lượng. Bắn ngược đi ra ngoài. Lỗ Tin há to miệng, hắn có chút không thể tin được trước mắt nhìn đến tình hình. Kia hai điều thủy cấu thành giao long, là tụ khí cảnh võ giả có thể ngưng tụ sao? Ở đây tu luyện thủy thuộc tính công pháp cường giả, đều là tâm sinh chấn động. Bọn họ rất nhiều người là hóa nguyên cảnh cường giả, nhưng bọn họ lại là thi triển không ra tương đồng uy lực võ kỹ. Không hề nghi ngờ, Dịch Thiên Vũ tu luyện thủy thuộc tính công pháp so với bọn hắn tu luyện công pháp cường đại hơn nhiều đó là tự nhiên dịch thiên vũ tu luyện băng thanh ngọc nữ quyết chính là lâm huyền căn cứ dịch thiên vũ đặc điểm từ thần sơn trung ngàn vạn công pháp trung chọn lựa kỹ càng mà ra lâm huyền bình tĩnh nói tỷ thì muốn kết thúc dịch thiên vũ thân hình từ giao long thân hình trung càng ra nàng thi triển thân pháp nhanh chóng đuổi theo bị roi dài cuốn đi roi dài nàng dùng sức một đoạt trường kiếm lại lần nữa trở lại tay nàng chung ong dịch thiên vũ trong tay bảo kiếm chỉ ở lỗ tin yết hầu trước nàng chỉ cần lại về phía trước nửa bước lỗ tin hẳn phải chết không thể nghi ngờ lỗ tin mặt xám như cho tàn ta thua một người một yêu cảnh giới toàn so dịch thiên vũ muốn cao lại như cũ vô pháp chiến thắng lỗ tin thua tâm phục khẩu phục đại hoàng tử tuyên bố tỉ thí kết quả càn châu thắng Năm cục tam thắng, Càn Châu đã bắt lấy hai thắng. Nhưng mọi người trong lòng đều minh bạch Càn Châu đã bắt lấy Lôi Châu. Tấn chức tám cường đội ngũ. Đệ tam chàng tỷ thí, Càn Châu nhất định sẽ phái ra Lâm Huyền. Lôi Châu có ai, có thể thắng hạ Lâm Huyền? Không có. Lâm Huyền bước lên lôi đài, nhìn về phía lôi đài một khác mặt Lôi Châu đội ngũ. Còn thừa ba gã tuyển thủ, đều là ánh mắt né tránh, không dám cùng Lâm Huyền đối diện qua hồi lâu, một người dáng người cường tráng nam tử đi lên lôi đài. Người này trên người tiết ra khí thế thập phần cường đại. Lại là có tụ khí bát trọng cảnh giới tu vi. Hắn đi đến Lâm Huyền trước mặt đã mở miệng, "Ta không phải đối thủ của ngươi." Chương 190 Thỉnh chỉ giáo. Lâm Huyền sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ như thế mở miệng. Ngay cả đại hoàng tử cũng nhịn không được ghé mắt. Không phải đối thủ của ngươi, nói ra những lời này, chẳng lẽ Lôi Châu một phương muốn nhận thua, Lôi Châu đã không có thắng lợi khả năng, nhận thua nói, có lẽ sẽ thua đẹp một ít. Cũng ở tình lý bên trong, nhưng cứ như vậy nhận thua, ta thực không cam lòng. Lâm Huyền ở đối thủ trong mắt nhìn ra tiếc nuối thần sắc. Ta năm nay đã 22 tuổi, này sẽ là ta tham gia cuối cùng một lần châu tế võ đấu vì có thể tại đây giới châu tế võ đấu thượng bày ra chính mình, ta vẫn luôn ra sức khổ tu. Mới có hôm nay thực lực, ta biết chính mình vô pháp chiến thắng ngươi, nhưng ta không nghĩ một quyền không ra. Liền rời đi cái này lôi đài, cho nên ta như cũ sẽ toàn lực ứng phó, chẳng sợ thua thực thảm. Nói xong câu đó, to con một phen xé mở chính mình áo trên. Lộ ra màu đồng cổ tinh tráng thượng thân. Hắn gọi ra bản thân binh khí, hai thanh bát bảo búa tạ lôi châu tuần thuyền, thỉnh chỉ giáo. Lâm Huyền cảm nhận được tuần thuyền trên người chiến ý. Biết rõ không thể địch lại như cũ đi khiêu chiến. Đây là cầu thắng chi tâm, cũng là võ đạo chi tâm, cũng là cường giả chi tâm. Đối với có gan khiêu chiến không có khả năng võ giả, Lâm Huyền từ trước đến nay tôn kính. Hảo, Lâm Huyền bộc phát ra chính mình khí thế tụ khí sáu trọng đỉnh. Tụ khí sáu trọng đánh với tụ khí bát trọng cảnh giới, nếu là đổi thành những người khác. Không ai sẽ cho rằng tụ khí bát trọng võ giả sẽ thua. Nhưng mà hiện tại tất cả mọi người cảm thấy tụ khí bát trọng cảnh giới tuần thuyền mới là người khiêu chiến. Tuần thuyền tay cầm búa tạ biểu tình dị thường nghiêm túc. Hắn đem nguyên khí rót vào song chùy bên trong, ngay sau đó quát lên một tiếng lớn, hướng về Lâm Huyền sát đi. Lâm Huyền không có vận dụng bá thể thần công, nếu không trận này tỉ thí sẽ nhanh chóng kết thúc đối với Tuần thuyền tới nói không những không phải mài rũa, ngược lại sẽ dị thường đà kích. Đợi cho tuần thuyền đi vào trước người, Lâm Huyền nắm tay, song quyền đồng thời chém ra. Thần đạo quyền pháp, Lâm Huyền song quyền, giống như hai thanh tiểu trùy, cùng tuần thuyền búa tạ va chạm ở bên nhau. Oanh, oanh, tiếng gầm rú vang vọng lôi đài, tuần thuyền hít hà một hơi, Lâm Huyền thế nhưng bàn tay trần. Chỉ dùng quyền pháp liền chặn chính mình toàn lực công kích. Tuần thuyền không ngừng hướng búa tạ trung rót vào nguyên khí. Muốn từ lực lượng thượng áp chế một chút lâm huyền. Mặc dù lâm huyền không cần bá thể thần công, cũng có thần đạo công pháp lót nền. Tuần thuyền lực lượng so bất quá hắn. Bất quá lâm huyền cũng không tính toán cùng tuần thuyền so đấu lực lượng. Cổ tay của hắn vừa chuyển, nắm tay duỗi khai, hóa thành móng vuốt. Chặt chẽ bắt lấy búa tạ trùy bính. Lấy trùy vì bản mạng binh khí, muốn tu luyện, không chỉ là lực lượng càng quan trọng là sức bật lâm huyền thanh âm dũng mãnh vào tuần thuyền trong tay hắn chỉ cảm thấy lâm huyền nguyên khí theo trì bính bỗng nhiên bùng nổ hắn thân thể một cái lảo đảo bị đánh bay đi ra ngoài hai thanh búa tạ đều là đã tới rồi lâm huyền trong tay ngay sau đó lâm huyền thi triển thân pháp nhanh chóng đi vào tuần thuyền trước người lâm huyền không có thi triển bất luận cái gì võ kỹ trong tay hắn búa tạ giống như một viên sao băng từ trên trời giáng xuống. Oanh, búa tạ dừng ở tuần thuyền bên cạnh người cùng lôi đài mặt đất va chạm. Đinh tai nhức óc thanh âm, vang vọng lôi đài. Đường lâm huyền đem búa tạ khi nhấc lên, tuần thuyền khiếp sợ phát hiện. Vừa mới búa tạ tạp lạc địa phương, gạch thạch thượng đã có vết giãn. Phải biết rằng, lôi đài là có trận pháp gia cố, lấy tụ khí cảnh võ giả thực lực. Hẳn là tuyệt đối đánh không toái nhưng lâm huyền đem không có khả năng biến thành hiện thực tuần thuyền nhịn không được dùng mình một cái này một trì nếu là rừng ở chính mình trên người chỉ sợ hắn toàn thân xương cốt đều phải nát xem hiểu chưa lâm huyền nói làm tuần thuyền lâm vào suy nghĩ sâu xa hắn hồi ức vừa mới lâm huyền thi triển cây búa động tác lâm huyền ở cây búa sắp rơi xuống khi bỗng nhiên bùng nổ lực lượng tốc độ cực nhanh hắn tránh cũng không thể tránh tuần thuyền minh bạch lâm huyền vừa mới nói là ở chỉ đạo chính mình hắn đứng dậy cung cung kính kính hướng lâm huyền hành lễ đa tạ dạy dỗ tri ân tuần thuyền suốt đời không quên nhìn như là lâm huyền hướng tuần thuyền triển lãm một loại phát lực kỹ xảo nhưng tuần thuyền minh bạch hắn sửa lại phát lực phương thức sau chính mình thi triển võ kỹ uy lực sẽ đại đại tăng lên lâm huyền đem búa tạ còn cấp tuần thuyền tuần thuyền không có lại lần nữa công hướng lâm huyền chỉ một chiêu giao thủ hắn đã minh bạch chính mình cùng lâm huyền chi gian tranh lệch thiên địa chi kém tuần thuyền đối đại hoàng tử nói ta nhận thua đại hoàng tử gật gật đầu tuyên bố rồi kết quả càn châu thắng đến tận đây càn châu đã tam thắng chiến thắng lôi châu thăng cấp tám cường đỗ mục trưởng lão dùng sức nắm chặt nắm tay hắn đương vài giới dẫn đầu rốt cuộc có thể dương mi thổ khí một lần. Đồng dạng cao hứng, còn có xem võ trên đài một bộ phận người xem. Bọn họ ở Lâm Huyền cùng tuần thuyền tỷ thí chung, áp Lâm Huyền thắng lợi. Mà khi bọn họ lấy tiền khi, lại là khiếp sợ phát hiện, được đến tiền, còn không có áp nhiều. Đây là có chuyện gì? Bọn họ phẫn nộ tìm được võ thánh lâu thu chú người, nghe tới sau khi giải thích. Bọn họ tập thể mắt choáng váng. Võ Thánh Lâu cũng không có hố bọn họ, hoàn toàn là dựa theo quy củ làm việc. Võ Thánh Lâu thu được áp chú sau, khấu trừ một bộ phận nhà cái khấu phí, tính toán bồi suất. Sở dĩ áp chung còn bồi tiền, là bởi vì, căn bản liền không ai áp tuần thuyền thắng lợi. Thiếu kia bộ phận tiền, là nhà cái khấu phí. Lâm Huyền hạ lôi đài, một cái kim giáp vệ sĩ, đi lên trước tới. Lâm công tử, cửu công chúa thỉnh ngài một tự. Cửu công chúa tìm ta chuyện gì? cửu công chúa không có nói. Lâm Huyền không có cự tuyệt, hắn đối cửu công chúa cảm quan. So với đại hoàng tử muốn hảo rất nhiều. Hắn theo kim giáp vệ sĩ, lại lần nữa đi vào lần trước thấy cửu công chúa địa phương. Cửu công chúa như cũ là một thân nhung trang, dáng người hiên ngang. Cửu công chúa tìm ta chuyện gì? Cửu công chúa hơi hơi mỉm cười. Lâm Huyền, ngày hôm trước tà võ tới quấy rối, có ba người là bị chính mình kiếm thứ chết. Là ngươi làm đi. Lâm Huyền biểu tình không tiện, trong lòng lại là nổi lên gợn sóng. Người thật là hắn giết, hắn vì không chọc người hoài nghi, cố ý đem thi thể ném xa. Không nghĩ tới lại là bị cửu công chúa cấp điều tra ra tới. Thật là lợi hại bản lĩnh. Lâm Huyền không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Cửu công chúa có chuyện nói thẳng. Cửu công chúa đương Lâm Huyền là cam chịu, nàng mở miệng nói. Ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Tìm ta hỗ trợ. Lâm Huyền có chút bên ngoài, cửu công chúa chính là đế quốc công chúa. Vẫn là đế đô kim giáp vệ sĩ tổng thống lãnh, nàng có thể có chuyện gì? Yêu cầu chính mình hỗ trợ. Công chúa thỉnh rằng, ngày hôm trước tà võ tới quấy rối tuy rằng chúng ta trước tiên có điều phòng bị. Lại như cũ có ba gã tham gia võ đấu tuyển thủ, bị ám sát. Cửu công chúa sửa sang lại một chút ngôn ngữ. Người cũng biết, nhưng phàm là có thể tham gia châu tế võ đấu đều là các châu thiên tài võ giả, muốn giết chết bọn họ, khó khăn không nhỏ. Từ tà võ tập kích đến bị đánh lui, bất quá một chén trà nhỏ công phu. Này ba người lại là chết oan chết uổng, có hai loại khả năng. Một là tập kích bọn họ tà võ thực lực rất mạnh. Sợ là có hóa nguyên cảnh tu vi. Lâm huyền thế cửu công chúa nói ra đệ nhị loại khả năng. Hoặc là bọn họ bị tập kích sát khi, không hề phòng bị.